học tập á thì chúng ta còn khoảng 4 tuần nữa, tức là tính luôn cái này là chúng ta khoảng 4 buổi nữa là kết thúc. Trong khi chúng ta sẽ học một số nội dung và chúng ta đã nghỉ 2 buổi quanh lễ đúng không? Thì không biết là các bạn có rảnh buổi nào thì chúng ta sẽ tiến hành bù ạ. Khó bù lắm. Mấy giờ? Sáng thứ bảy hả? Trong tuần không có ngày nào là ngày bình thường hả? Ví dụ thứ tư có đặt buổi nào không? Không nghĩ bù đâu thầy, tại vì đánh trường phần thầy nên có bạn học ngày này học ngày kia không có khớp nhau được, không có chống được, khó là bù lắm, một khi nghỉ là nghỉ luôn không bù được, khó. Vậy thì có hai giải pháp, một là chúng ta cố gắng là tìm cái buổi học nào mà chúng ta đã kết thúc rồi, có môn học nào chúng ta kết thúc rồi chưa? Chưa thầy, giờ này chưa. Thôi thì tôi cái giải pháp thứ hai chúng ta đẩy nội dung lên nhanh thôi. Hoặc có lúc là phần nào mà không quan trọng chúng ta cắt bớt đi. Nhưng mà như vậy thì thấy tôi thấy khó lạnh quá. Và bây giờ gần đến lúc đó thì chúng ta tính tiếp ha. Lý do thì tôi cũng gắng bù sớm để chúng ta tránh trường hợp chúng ta dồn cuối kỳ. Ngày này các bạn nói là bù khó quá, các bạn học không được. Thì tạm thời như vậy đi. Đến gần cuối cùng thì chúng ta coi môn học nào có vấn đề gì không. Có môn học nào các bạn nghĩ không quan đến còn báo sớm thì chúng ta cố gắng là set up vào buổi đó luôn. Như là với điều kiện là tôi có rảnh buổi đó. Rồi, ok, ra quay lại nội dung chúng ta. Thế thì buổi trước thì chúng ta đi qua đến chủ đề đánh giá cái độ xếp hạng ha. Slide thứ hai trong cái phần khai thác nội dung đúng không ạ? À, học chuyên đề. Phải học là gì ạ? Chưa học. Cái chủ đề liên quan đến phản hồi liên quan tôi nói bạn chưa ha? Chưa. Rồi, phản hồi liên quan ha. Thế thì chúng ta nói về một cái chủ đề là real feedback. Thì trong quá trình mà chúng ta tìm kiếm các bạn để ý ha, thì cái mô hình mà dưới thông tin bình thường á, đầu tiên chúng ta làm gì? Thì đầu tiên là chúng ta sẽ lấy dữ liệu đúng không ạ? Chúng ta nói về quy trình lớp ban đầu ha. Chúng ta sẽ lấy dữ liệu về. Sau đó chúng ta làm một số bài toán, ví dụ như là bài toán gì ạ? Nhớ mà tắt từ, loại bỏ stop word vân vân ha. Tại cái là những cái bước mà chúng ta sẽ tìm xử lý. Sau đó thì chúng ta sẽ đi qua một cái phương pháp là đánh giá, tức là so sánh ha, thì chúng ta dùng phương pháp là PSIDS và độ đo quotient để chúng ta tiến hành là đi tìm cái tài liệu nào gần với lại câu tư vấn người dùng, đúng không? Thì chúng ta sau khi lấy dữ liệu về, chúng ta sẽ bỏ vào cơ sở liệu. Cái gì cơ sở liệu đây là một mức độ là rộng hơn một xíu ha, thay vì chỉ là cơ sở liệu dạng bảng. Thì ở đây chúng ta cơ sở liệu chúng ta giống như là cái nơi á, chúng ta chứa tất cả dữ liệu lại. Bây giờ thì chúng ta có thể tổ chức theo cái cách là cơ sở liệu, hoặc là chúng ta có kiểu file, hoặc là có thể kiểu cây như là một cấu trúc dữ liệu của bạn học rồi, đó là tức là cái dữ liệu chúng ta mang tính là nó rộng hơn một xíu chứ không phải khái niệm là chỉ là cơ sở liệu quan hệ thôi. Rồi thì chúng ta sẽ đánh giá cái đồ đo, ví dụ như là bản tính đồ đo PSIDS chúng ta đưa vào cơ sở liệu luôn. Cách chúng ta lưu trữ là gì? Thì cách chúng ta lưu trữ là chúng ta sử dụng cái bản là như một đảo mà buổi chúng ta học rồi, đúng chưa? Rồi như vậy là khi mà người dùng xài á, tức là quay lại cái mô này rất quan trọng nên các bạn nhớ tôi cái mô này. Cái mô hình này ha, thì khi chúng ta xài á thì người dùng sẽ cho chúng ta mỗi câu truy vấn, thì hệ thống sẽ tiến hành là xử lý câu truy vấn đó. Tuy nhiên cũng làm cũng có chuyện tương tự thôi, là tắt từ tắt câu, lại bỏ stop word stemming của cái câu của cái keyword người ta gõ vào, được chưa? Sau đó thì cũng sẽ tiến hành là tính PSIDS của cái câu truy vấn. Lúc này chúng ta mới có câu truy vấn, chúng ta mới tính. Rồi sau đó chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ đưa vào cái hệ thống truy vấn. Hệ thống truy vấn thì chúng ta đơn giản là chúng ta tính quotient thôi.
và đơn giản là chúng cô xin để kiểm tra xem là tài liệu nào gần cái câu chứa người dùng hơn và chúng ta tiến hành là xếp hạng, được chưa? Thì có một cái câu chuyện ở đây xảy ra đây đó, là một số hệ thống á, nó cho phép người ta phản hồi. Đây là ý tưởng rất là hay, rất là hay, và gần đây máy học á, người ta cũng đưa ý tưởng này. Tức là trước đây người ta nói về câu chuyện bụi hơn một xíu ha, là hệ thống AI, hệ thống trí nhân tạo à. Thì qua đã nghe bài học, các bạn học môn các loại thông minh nhân tạo dùng chưa? Rồi đúng không? Thế mà để ý xíu á, thì cái này chúng ta dạy nó học. Chúng ta nhớ nhớ một xíu một cái số thuật toán như là ID3 đúng không ạ? Chỉ trên cây á, rồi dựa trên IPS, dựa trên một số thuật toán mà các bạn học rồi á, thì đại khái hôm nay như này. Tức là người ta sẽ đưa có dữ liệu, đúng không? Người ta sẽ làm dữ liệu đó đánh nhãn rồi, đúng không? Đánh nhãn rồi tức là có câu trả lời rồi. Chúng ta đưa máy học, đúng không? Nó học ra, thì nó học ra một ví dụ là các bạn đơn giản học cái cây ID3 đi ha, nó học ra được cái gì ạ? Học ra được cái cây. Được chưa? Khi có nhiều mới vào á thì nó dựa trên cây đó nó ra quyết định. Có gì không ạ? Thì câu chuyện sẽ ra như này, là nếu làm như vậy á, thì ok, là anh phải đảm bảo rằng là cái dữ liệu anh lấy á, là dữ liệu đầy đủ, đầy đủ tất cả những khả năng trên đời này có được. Bây giờ ví dụ như bây giờ tôi dạy cho mấy là thế nào là nhận diện mặt người AI á, bây giờ mới đi học AI á, nhận diện mặt người thì tôi phải đưa tất cả mặt những mặt người mà nó có thể trên thế giới này cho nó học. Điều đó thì không thể xảy ra được. Tại sao vậy? Chúng ta là đâu có chụp hình được tất cả mọi người trên thế giới này được, được chưa? Mà có chụp hình trên tất cả thế giới này được, ngày mai dữ liệu đã thay đổi rồi. Tại sao vậy? Chắc gì dữ liệu chúng ta là giống ngày hôm nay, là chúng ta giống ngày mặt ngày ngặt ngày chúng ta giống ngày mặt ngày hôm qua, đúng không ạ? Mà hôm qua chúng ta còn tươi trẻ, mà hôm nay chúng ta là gì ạ? Sau khi học một môn học đã già đi coi như tuổi rồi, được chưa? Thế thì rõ ràng là dữ liệu nó không còn đúng nữa. Hoặc là ngày hôm nay mà chúng ta còn nguyên vẹn, ngày mai chúng ta bị chém rồi sao? Thế đó thì hơi kỳ quá. Nhưng mà nó nôm na là chúng ta không thể làm bài toán thứ nhất là gì? Chúng ta không thể nào đảm bảo rằng dữ liệu chúng ta có là đầy đủ được. Được chưa? Rồi. Chúng ta giả định rằng đi, chúng ta giả định rằng cái mặt người cuối cùng cũng từng đó nè. Hiểu không? Cũng có hai mắt, cũng có mũi, cũng có miệng. Thay vì tôi lấy tất cả những thế giới này, tôi lấy khoảng đừng vào vài triệu người thôi. Bây giờ tôi lấy vài triệu người thôi. Và mỗi một quốc gia tôi lấy khoảng vài trăm người. Bây giờ giả định là như vậy ha. Và tôi giả định rằng là ok, vậy thì mặt người cũng chỉ là có hai mắt, có mũi, cũng có miệng thôi. Vậy thì toán học ra cái mặt người thì cũng từng đó thôi, không cần phải gì điều mới cả. Nhưng mà liệu chúng ta có đảm bảo rằng cái phần mềm đó giả định đúng anh, nó chạy đúng cho cái hiện tại bây giờ năm 2019, nó chạy cái quả là rất là chính xác. Bây giờ đó chúng mới là trăm, chúng có đảm bảo khoảng 100 năm nữa phần mềm này không thay đổi gì cả thì nó có đảm bảo đúng không? Cái này có như là chính chắc. Thì nếu có chính chắc á, thì người ta đơn giản là học lại thôi, đúng không? Chỉ đơn giản là học lại thôi. Nhưng mà người ta muốn cái gì nó cao hơn một xíu, thay vì tôi phải học lại á, thì tôi chỉ đơn giản là nếu tôi thấy là máy sai á thì tôi sẽ nói cho máy là máy sai rồi. Tức là tôi nói là bây giờ tôi giải hình là cho máy chạy, thì máy chạy là máy chạy nó không bằng, nó không khoan của bằng này, thì của bằng này không phải là bằng người chứ nó vẫn khoan. Hoặc là đây là bằng người nhưng nó không khoan, ví dụ như vậy á, thì đó là máy này, máy ơi cái câu gì này sai rồi. Bây giờ sai rồi sao ạ? Thì máy phải tự bản thân học lại. Giống như người chúng ta á, con người chúng ta đâu phải là vô một cái phòng học hết dữ liệu sau đó chúng ta ra ngoài chúng ta dùng đâu, mà quá trình học của con người sao vậy? Nó liên tục, đúng không? Chúng ta học liên tục, học từ đây đến lúc mình sẽ ra đời đến lúc mà chúng ta chết đi còn chưa học xong nữa, còn vô thì người ta đưa ra triết lý là gì? Và để cho cách nào cho máy nó học một cách là gì? Nó sẽ học dựa trên cái phản hồi người dùng, dựa trên cái sự con người chỉ dạy nó. Tức là nhà sản xuất ra một chiếc robot, được chưa? Đồng ý mà. Nhưng chiếc robot đó khi đem về nhà các bạn á, các bạn được quyền dạy tiếp nó. Các bạn sẽ dạy cho nó tiếp tục để đảm bảo rằng cái máy đó sẽ thích hợp với lại cái người cảnh của bạn hơn, và đồng thời là nó thông minh hơn. Nếu bạn cái máy của bạn về nhà bạn dạy tốt hơn thì có khả năng cái máy đó cùng cái máy đó mà cái máy người khác á, thì máy bạn tôi chỉ tốt hơn. Tự hay không ạ? Tuy nhiên nó đang trong quá trình làm việc, tức là làm thế nào để cho dạy cho máy học được không phải gì dễ. Còn giờ nếu vậy thì nhà máy không cần phải dạy như trước rồi, chúng ta không cần phải toán được cho học trước rồi. Vấn đề chỗ là khó là làm sao trên những gì mà nó đã học rồi, chúng ta sẽ phản hồi nó, chúng ta nói rằng đây là đúng nè, đây là sai nè, thì nó học thêm. Được chưa? Thì đó chính là ý tưởng nôm na của cái thời buổi AI bây giờ, là không phải học một lần ha, mà nó sẽ học tiếp. Được chưa?
thì câu chuyện này cũng tương tự với lại hệ thống truy vấn. Thứ nhất là gì? À, Google sau tiếng học rất là tốt rồi, nó đem ra để sử dụng. Nhưng lúc quá trình mà người dùng á, người ta xài á, người ta là à, cái quả này không phải là cái quả chúng tôi mong muốn, thì sao ạ? Người dùng sẽ phản hồi lại, người dùng sẽ nói là à, cái này là cái trang web nào anh nhung ít vào, à cái này là không phải cái tôi cần, hình như mà hoặc là cái trang web này đúng là trang web mà tôi cần, nhưng nó lại xếp hạng thứ gì ạ? Thứ 100, tôi là xếp trang thứ 2, trang thứ 3, rồi tôi mới phát hiện là gì ạ? Cái kết quả này nằm ở chót, mà cái quả này đúng là cái quả tôi cần, được chưa? Thì tôi phản hồi rằng à, đây là Google ơi, kết quả này là cái quả tôi cần nè, nhưng tại sao anh không xếp hạng cái thằng này lên cao lên? Còn vô không? Đó chính là cái khái niệm về phản hồi ý kiến người dùng, và đây là một trào lưu mới của những hệ thống mà sau này nó xây dựng bây giờ, và nó khá là hay. Thế nhưng chúng ta nói về câu chuyện làm như thế nào thì là câu chuyện còn dài, con đường còn dài ha. Thế thì khi mà chúng ta phản hồi thì có những cái gì, và liệu chúng ta nói là và lỡ những người mà người ta phản hồi á, người ta phản hồi xấu thì sao? Còn nhiều không, ví dụ ha, người ta nói bây giờ bạn ấy có một số nhà YouTube nó đang đưa ra một chính sách là gì, phải cho người dùng phản hồi trên video, tức là máy tính mình không, bây giờ dạo gần đây YouTube nó gặp vấn đề liên quan gì ạ, là cho chiếu những nội dung mà không phù hợp. Rất là nhiều người dùng đang phản đối vấn đề đó, thì nói rằng này YouTube là nó đã cố gắng làm rồi, tức là YouTube đã cố gắng làm, tức là nó đã đưa ra hệ thống AI để tự động lọc nội dung rồi, hình dung tức là đã lọc nội dung rồi, bây giờ phát hiện là trang web nào có hình ảnh đồi trụy là nó cắt luôn. Các con người, các bạn thử upload một hình ảnh hình nút của bạn lên đi, thử xem coi là YouTube nó chặn không. Tôi nói ví dụ ha, nhưng mà chắc là cái đoạn video đó có phải là người ngồi xem không? Không, máy ngồi xem. Các bạn không, máy ngồi xem là đoạn liệu cái đoạn video này có những hình ảnh nào gọi là liên quan đến giới tính, liên quan đến cái không phù hợp hay không? Đó mà ba từ đầu máy nó chặn lại luôn. Bây giờ đó thì dễ rồi, ví dụ như vậy, tức là công nghệ là tôi phát hiện xem trong cái bức ảnh đó có bức ảnh nào là da người đúng không, mà có những bộ phận đặc biệt, ví dụ như vậy, nó tự động tắt ra, đó là máy. Nhưng có những nội dung khác là gì, mặc dù không có nội dung, nó có thể nội dung cái video vừa rồi là ví dụ gì ạ, liên quan đến tự tử á, tức là chỉ cho nít mà nó hướng dẫn cho nít tự tử á, thử thách gì ta, thử thách Momo à. Ví dụ như vậy nha, thì là nó không liên quan đến đồ trụy đúng không ạ, mà liên quan đến khoảng cái nội dung đó, mà nội dung đó làm sao máy phát hiện được, các bạn thấy không, máy làm sao nghe nó hiểu được đó là nội dung không phù hợp đâu, được chưa? Vậy thì YouTube phải nâng cấp một cái chức năng nữa, đó gì ạ? Cho phép người dùng phản hồi là gì, bản thân con người là AI rồi, bản thân con người là có thể biết là nội dung nó không phù hợp, và người dùng đánh dấu vào đó là nội dung này không phù hợp, được chưa? Vậy thì nó sẽ giúp cho hệ thống gì ạ, trở nên tốt hơn. Bây giờ hoặc là bộ lọc Google, các bạn biết á, bạn giả định hay bạn xây dựng một cái bộ lọc email, bạn xây dựng một cái hệ thống email. Bây giờ hầu hết các tác nhân á mà xây dựng một hệ thống email cực kỳ khó, không phải là xây dựng Google, xây dựng một cái lập ra một cái server mail, lập ra server mail cực kỳ dễ. Lập server mail để làm gì? Để cho người ta gửi mail, nhận mail đúng không? Câu chuyện rất đơn giản, cái đó là rất là dễ. Nhưng cái khó hơn rất là nhiều đó là gì ạ? Hệ thống lọc rác. Hệ thống đó ít có khả năng một người dùng bình thường, một người dùng như chúng ta mà có khả năng xây dựng được một hệ thống spam code, được chưa? Mà nếu bạn không xây dựng một hệ thống spam code á, thì bạn lập ra một hệ thống server mail vốn, tại sao người dùng suốt ngày nhận spam mail lẫn trong những cái mail gì ạ, quan trọng, được chưa? Lúc đó người dùng sẽ bỏ đi. Như vậy là hầu hết các cơ quan nhà nước chúng ta, đương nhiên là bây giờ chúng ta cũng biết là ngày mai chúng ta đổi như nào, nhưng gần đây là hầu hết các cơ quan nhà nước đều sử dụng dịch vụ bên ngoài hết, là của Google hoặc của là gì ạ, của Microsoft. Mà cái mail của nó là hay chỗ là gì, chỉ là bộ lọc spam thôi, tốt, phân loại mail tốt. Mà cái là spam thì quan điểm bộ lọc spam đó của con người làm hay là máy làm, chắc chắn máy làm thôi, không có ngồi người nào ngồi mà xem có là mail đó là mail gì ạ, mail rác hay không, mà chỉ có gì ạ, máy làm thôi. Thì những cái nội dung ví dụ như là vui lòng đổi password thì nhanh đi, tài khoản của bạn bị mất rồi thì nó lọc dễ rồi. Những nội dung tấn công của bạn nó, ví dụ là nói là hôm nay bạn nhận được email là bạn ơi, tài khoản tại ngân hàng của bạn bị mất rồi, vui lòng đổi cho vòng 5 phút, nếu không tài khoản của bạn bị ảnh hưởng, đúng không? Những email đó thì quá dễ cho người dùng rồi, bởi vì người dùng nói rằng là đây là chắc chắn là email lừa đảo. Bây giờ cái gì càng gấp thì càng lừa đảo, để như vậy ha. Thế thì đó, những nội dung nó dễ rồi, những cái nội dung quan trọng ví dụ như là một cái email bình thường
mà nó gửi kiểu là spam quảng cáo thế nào thì làm sao hệ thống biết được, được chưa? Vậy thì phải cần người dùng, đúng không? Người dùng là à, đánh dấu đây là gì ạ? Đây là email gì? Email spam đây, đánh dấu vào thì hệ thống sẽ học à, đây đây là nhiều người dùng có thể phản hồi này quá thì tôi biết là đây là spam. Và để một xíu á, có trường hợp nào mà những hệ thống như Gmail vân vân á, nó có lọc lộn một cái mail nào, mail đó không phải là mail spam nhưng bị lọc lộn là spam không? À, cũng có luôn, đúng không ạ? Như vậy là có là những sai lầm của hệ thống máy móc và nó phân tích dựa trên ý tưởng nó dẫn đến trường hợp là nó sai à, thì lúc đó các bạn phản hồi cách là gì? À, đánh dấu là đây là email không phải là spam, được chưa? Thì đó là ý kiến về sự phản hồi người dùng và người dùng ha. Thì đó là ý tưởng mà tôi nói là về cái, tức là sau khi người dùng đã nhận được kết quả ha, thì người dùng xem kết quả đó và người dùng phản hồi rằng là à, kết quả là đúng và kết quả là sai, thì lúc đó hệ thống nên tốt hơn, được chưa? Rồi, ủa đâu rồi, thì không biết được. Thì cái hệ thống mà chúng ta bình thường chúng ta hay làm á, là chúng ta sẽ có như này, là chúng ta sẽ có câu chữ người dùng, sau đó chúng ta sẽ có một tập hợp các tài liệu mà nó hệ thống nó trả ra. Thì sau khi hệ thống trả ra xong á, thì người dùng sẽ đánh giá là nó có liên quan hay là không liên quan. Thì sau khi mà đánh giá người dùng liên quan nó không liên quan á, thì lập tức là hệ thống sẽ chạy lại ha, sẽ chạy lại và trả ra một câu truy vấn, tức là kết quả truy vấn mới, và người dùng lại tiếp tục đánh giá xem là liệu kết quả đó hệ thống có hay không ha. Thì đó là một hệ thống bình thường, tuy nhiên là cái hệ thống này thực tế thì khó sử dụng, tại vì ít khi người dùng nào quan tâm vấn đề là khi mà sập một cái từ khóa xong trả kết quả ra đánh dấu là cái nào không liên quan rồi lại ngồi đợi tin kết quả khác nữa thì rất là khó ha. Thì người dùng ít khi làm, mà hệ thống đa số là tự động làm trên kết quả của nhiều người. Thì cái phương pháp mà chủ yếu là phương pháp Procio. Thì phương pháp này cũng khá là đơn giản. Chúng ta xem ý tưởng như sau. Đầu tiên đó là nó sẽ tiến hành là đưa ra một cái người dùng đưa ra câu truy vấn, đúng không ạ? Và nó trả ra một tập kết quả ở đây. Và trong ta cần kết quả này á, có những tài liệu và liên quan thì gọi là ô, cái ô là liên quan. Và đây là tập những tài liệu mà không liên quan. Thì khi mà nó xem hệ thống này á, khi người dùng đánh dấu đây là tài liệu liên quan và đây là tài liệu không liên quan, thì nó sẽ kiểm tra rằng là vậy thì cái khả năng xuất hiện nhiều hay ít, tức là khả năng trúng nhiều hay ít. Thì khi mà nó sai nhiều á, thì hệ thống này lập tức là sẽ điều chỉnh lại. Thì có những cách điều chỉnh. Một là gì? Một là hệ thống sẽ tiến hành là kiểm tra lại thực sự là cái câu chứa này người dùng có phù hợp hay không. Đôi khi người dùng search cái câu chứa này không phù hợp với những kết quả, thì nó làm gì? Nó sẽ tiến hành là điều chỉnh luôn mà. Có một số hệ thống á, nó tự động điều chỉnh lên cái câu chứa này thành một câu chứa mới, mà đó sẽ trả ra nhiều kết quả mà liên quan người dùng hơn. À, thì đó là ý tưởng Procio. À, thì tại vì có như thế này, có khi là người dùng đưa ra một câu truy vấn nhưng câu truy vấn nó lại là không có liên, tức là người ta muốn cái này nhưng người ta lại sờ một từ khóa khá sai, tức là người ta đưa ra một từ khóa sai chứ không phải là do hệ thống sai, người ta đưa ra một từ khóa sai với cái nhiều điều mà người ta mong muốn. Thì hệ thống sẽ hay chỗ này, sau khi người ta sờ một từ khóa sai nhưng hệ thống này sẽ tiến hành là kiểm tra xem sau khi người dùng phản hồi xong á, thì hệ thống sẽ làm một là điều chỉnh lại câu chuyện người dùng luôn, điều chỉnh là không cho người dùng biết ha, chỉ đơn giản là điều chỉnh ngầm dưới thôi và trả ra kết quả mà liên quan đến thực sự là người ta cần hơn. Dựa trên gì? Dựa trên những cái bàn này, những cái nền bạc, dựa trên cái tài liệu mà người ta giấu này, chứ không dựa trên câu chuyện nữa. Quan về đúng không ạ? Cái lại câu chuyện là Procio ha, là sau khi mà người dùng search ra một câu truy vấn xong thì người dùng phản hồi là đây là những tài liệu mà thực sự liên quan đến tôi nè, đây là những tài liệu không liên quan đến tôi nè, được chưa? Thì lúc này nó sẽ kiểm tra là à, như vậy là hệ thống này trả lời kết quả không tốt, ví dụ như đây là 22 thì số lượng kết quả mà người dùng cần thì cũng không có nhiều. Thì lúc này làm gì? Thì nó thay vì nó sẽ đi tìm lại thì cũng vậy ha. Thế làm như này, nó sẽ dựa trên những cái gì mà người dùng đánh là liên quan, hay là hai tài liệu liên quan, nó sẽ trích xuất ra những cái những nội dung trong hai tài liệu này và nó sẽ hình thành ra một câu chuyện mới, được chưa? Và câu chuyện đó sẽ liên quan đến những nội dung mà gần với lại những hai tài liệu hơn. Còn hình dung ha, thì đó là ý tưởng mà của Procio, và tưởng khá là hay. À, thì nó ví dụ là bạn xem YouTube cũng vậy ha, khi bạn sợ từ khóa, tức là bạn hình dung là bạn muốn xem cái này nhưng mà bạn lại không có biết nội dung nó mô tả như nào, thì bạn sợ là một từ khóa, và sau trong những cái kết quả mặc dù không phải là kết quả bạn muốn lắm, nhưng mà sẽ chọn là kết quả mà bạn muốn nhất và xem. Thì sau khi bạn xem cái video xong á, thì nó sẽ dựa trên cái video đó, nó tiến hành là đi tìm những cái video khác liên quan đến video đó, chứ không phải liên quan đến câu chuyện ban đầu của bạn. Hình dung không ạ? Thì nó sẽ đảm bảo rằng là người dùng có khả năng là tốt hơn.
Rồi, tuy nhiên ở đây chúng ta không có đi sâu vào công thức, tôi chỉ nói các bạn là cái hệ thống này nó đang cố gắng triển khai thực tế và tấm này khá là tốt. Tại vì bình thường á, khi mà xây dựng hệ thống á, bản thân là chúng ta xây dựng trên trí của chúng ta, chứ chúng ta đôi khi nó lại bị giới hạn bởi nhiều thứ. Thứ nhất là chúng ta không lấy được dữ liệu nhiều, thứ hai là vân vân, thì chúng ta sẽ cần cái ý kiến người dùng thêm để chúng ta đảm bảo rằng là hệ thống tốt hơn. Như vậy thôi. Rồi, ok, thì tôi không có đi vào cái công thức này, các bạn mất thời gian, các bạn tính toán nữa. Nên tôi bỏ qua cho vấn đề này cho các bạn. Rồi, ok, thì đó là chúng ta xong cái khái niệm về phản hồi liên quan trong hệ thống truy vấn thông tin. Bây giờ chúng ta sang cái chủ đề cuối cùng ở trong cái khai thác nội dung. Thì sau khi mà chúng ta thấy là ngoài cái vấn đề xếp hạng ra, ngoài vấn đề xếp hạng ra thì bài toán khác nội dung còn liên quan chủ đề là phân lớp, gom nhóm, tài liệu. Thì ở đây chúng ta hôm nay cái nội dung chỗ này chủ yếu là chúng ta sẽ đi xem những cái bài toán nào mà người ta có làm trên cái khác nội dung. Ngoài vấn đề xếp hạng ra nha, ngoài vấn đề xếp hạng của Google ra thì bây giờ chúng ta xem coi là người ta sử dụng nội dung đó để người ta làm gì nữa. Thì chúng ta xem cái bài toán là phân lớp. Thì chúng ta ví dụ đây là người sử dụng có nhu cầu duyệt qua một nhóm các tài liệu thay vì tìm kiếm từ khóa trực tiếp. Tức là người ta muốn là trả ra cho người ta một đống cái tài liệu mà thực sự liên quan đến nhau hơn, chứ người ta không muốn là dựa trên cái từ khóa mà người ta cần. Thì lúc này ví dụ ha, và đấy ha, các bạn tìm kiếm một cái trang mà cái trang tổ chức theo kiểu nào, khoa học, vật lý và thuyết tương đối, thì lúc này người ta muốn là gì vậy? Đi tìm ra một cái tập hợp cái trang có nào đó mà liên quan chủ đề ví dụ vật lý hay vật lý, người ta cần một cái tập hợp như vậy, phân loại ra, phân lớp cho người ta. Thì lúc này nó sinh thành ra bài toán gọi là phân lớp dữ liệu. Ví dụ thì đây một cái toán là các bạn dễ hình dung ha, đây là cái tài liệu mà có từ history, đây một là tài liệu có từ history. Tài liệu D1 này có tài liệu history này không có tài liệu D1. Rồi trong science thì nó có giá trị này, thì tất cả giá trị này chúng ta nôm na là đơn giản là chúng ta sử dụng lại giá trị là DFIDF. Được chưa? Toàn bộ bảng này chúng ta hình thành ra. Như vậy là từ cái D1 này chúng ta có một vector là DFIDF của cái tài liệu này. Thì tài liệu D1 này nó có những từ này. Vậy hỏi tài liệu này á thuộc về lớp nào? Phân loại lớp nào? Thì ở đây ví dụ đây hết là người ta nói rằng cái tài liệu này thuộc về lớp A. Thì ví dụ này hơi khô khan một xíu, chúng ta ví dụ một cái bài báo cho dễ hiểu không? Tức là khi mà người ta viết một cái bài báo thì người ta sẽ xếp cái bài báo đó vào trong cái nhóm nào? Ví dụ đó là thời sự, đó là tin tức hàng ngày, đó là thời trang, đó là công nghệ, vân vân ha. Thì người ta muốn hệ thống máy móc á nó tự động phân tích xem cái tài liệu đó thuộc lớp nào. Thấy ý tưởng bài đó mà. Thì để làm như vậy á thì nó sẽ cần một cái chương trình học nó dạy cho máy tính. Thì nó ngay như vậy ha, đầu tiên là chúng ta có vector D1 và chúng ta có một tài nó thuộc về lớp A, D2 thuộc về lớp B. Cứ như vậy chúng ta có một cái bảng dữ liệu rất là dài. Người ta hỏi là tài liệu DN, tức là có một tài liệu đó gọi là tài liệu thứ N, thì có cái dữ liệu như này, thì hỏi là nó sẽ thuộc về lớp nào, lớp A hay lớp B. Được chưa? Thì nếu các bạn có thể sử dụng nhóm nào nhớ lại cái thực tế để chúng ta học thuật toán gì ạ? Là A3 nhớ không ạ? Nhớ không? Alibaba, vân vân á, rồi AWS vân vân không? Thì bạn có thể ứng dụng vào đó này. Nhưng mà khổ nổi á, đây là dữ liệu gì? Đây là dữ liệu liên tục. Cái giá trị tế bây là dữ liệu, nó là dữ liệu số thực, nó không phải dữ liệu rời rạc. Nếu mà nhớ lại hồi xưa mình học á, là ví dụ như là đi chơi tennis, có coi học được bài đó không mà? Là đi chơi tennis thì có trời thì quang đãng nè, trời thì nắng nè, trời thì nóng vân vân á, nhớ không mà? Thì đó là dữ liệu rời rạc, nó dữ liệu rời rạc, thì rời rạc có thể làm được. Alibaba như vậy. Nhưng dữ liệu liên tục á thì Alibaba phải điều chỉnh lại. Thì ở đây đối với dữ liệu, đây là dữ liệu liên tục. Thì rõ ràng Alibaba đi vào thì nó sẽ khó khăn một xíu. Thì đây là một cái bài toán ví dụ về phân lớp dữ liệu. Là tôi có một đống dữ liệu và đã được có đánh nhãn rồi. Tôi cần máy tính nó sẽ học trên dữ liệu này, nó gọi là tập dữ liệu ha, và nó sẽ phân tích cho chúng ta tập thứ N xem coi ra là A hay B. Thì mở rộng một tới phân lớp một xíu ha. Thì phân lớp đơn giản á của chúng ta nó gọi là phân lớp nhị phân. Phân lớp nhị phân là gì? Một cái tài liệu chỉ thuộc về một chủ đề đó thôi. Ví dụ
tài liệu đó, hoặc là thể thao, hoặc là công nghệ, hoặc là thời sự, chứ không bao giờ tài liệu đó có dạng là vừa là thể thao mà vừa là công nghệ được. Được chưa? Thì phân lớp đó người ta gọi là binary classification. Thì trước đây các bạn đa số học này hết, đây gọi là bộ phân lớp đơn giản nhất, phân lớp nhị phần, một cái này khoảng kia phần. Được chưa? Phân lớp cao cấp hơn đó thì nó gọi là multi class single level. Hash tới gần nghĩa là gì? À, tôi có nhiều, đây là nó có hai nhãn ha, thì đây nó có nhiều nhãn hơn, tức là chỉ khác biệt chỗ là nó có nhiều nhãn hơn thôi. Còn trước đây á chỉ là thuộc về công nghệ hoặc là không phải công nghệ thôi. Thế bây giờ nó đậu hơn một xíu á, là có thể thuộc về công nghệ hoặc là thuộc về thể thao hoặc thuộc về bóng đá vân vân á, nhưng chỉ thuộc về một cái thôi. Được chưa? Thì nó gọi là multi class, tức là nhiều lớp nhưng mà chỉ có một nhãn thôi. À, là bài toán thứ hai, lớp thứ hai ha. Bây giờ phân lớp thứ ba á, một phân lớp thứ ba cao cấp hơn một xíu á, nó gọi là multi class, multi level. Nếu tắt là multi class thì nó như cũ là có nhiều nhãn, có thể là thời sự, có thể là công nghệ, có thể là tin tức vân vân gì đó, có nhiều nhãn. Nhưng mà lúc này một tài liệu á có thể thuộc về gì? Có thể một tài liệu có thể thuộc về công nghệ mà vừa thuộc về thể thao. Tức là một cái đối tượng á có thể gắn được nhiều nhãn. Được chưa? Thì bài toán nó sẽ nên khó hơn một xíu và nó nâng cấp hơn. Rồi một dạng thứ tư á là multi class và short class gần nghĩa là gì? Nó có nhiều nhãn nhưng nó sẽ thuộc về mỗi nhãn một cái trọng số đó, không phải là hoàn toàn 100%. Ví dụ hồi nãy tôi nói là một cái bài tài liệu nó sẽ thuộc về bóng đá hoặc là công nghệ, thì hồi nãy tôi nói là cả hai này đều đúng hết, tức là 100% hết, là bài báo này tất cả về bóng đá hết 100%, tài liệu này cũng 100% về công nghệ. Thì ở phần lớp thứ tư này á thì nó là tôi có 50% thuộc về bóng đá thôi và 50% còn lại thuộc về công nghệ. Thành công thì lúc này nó có khái niệm về soft classification, tức là tôi không phân biệt, không lớp cứng, tức là nó chắc chắn là về đó mà tôi sẽ cho nó mềm một xíu. Mềm nghĩa là gì? Là tôi có giá trị trọng số, tôi có giá trị là phần trăm đó, cái tỷ lệ quan trọng đối với lại tài liệu đó. À, thì đó là bốn dạng tài liệu mà bộ phân lớp mà người ta làm việc. À, thì đó là cách mà người ta làm việc ha. Rồi cái loại phân lớp thứ hai á thì nó độc lập với các phân lớp thứ nhất. Cái phân loại này nó lại khác một xíu, là phân lớp theo kiểu là theo tầng. Giải nhất là phân lớp theo kiểu phẳng, tức là gì? Là tất cả tài liệu đều thuộc về một cái cấp độ đó mà nó như nhau. Ví dụ như là nó là nghệ thuật, nó là business kinh doanh, nó là thể thao, nó là thời sự vân vân, tức là tất cả các nhãn đó đều có cái một cái độ như nhau hết. Và anh sẽ thuộc về một trong những nhãn đó. Được chưa? Còn cái loại thứ hai á nó gọi là phân tầng. À, phân tầng nghĩa là không cái trong cái này là trong nghệ thuật này thì nó có thể là có phim, có nhạc, có đạt vân vân, có chiếc phim vân vân ha, thế là nó sẽ phân cấp từng khái niệm. Thì lúc này anh sẽ chỉ rõ là nó sẽ thuộc về phân cấp nào. Có thể là nó là cái bài đó là chung chung về nghệ thuật thì anh sẽ có nhãn là nghệ thuật. Bây giờ nó về chung chung nghệ thuật thôi, các bạn biết đó, vừa nói về âm nhạc, vừa nói về phim ảnh, vừa nói về cái gì đó, nó chung chung, nó không có xác định chính xác là thuộc về một chủ đề nào cả, thì người ta sẽ gắn nhãn đó là nghệ thuật. Được chưa? Còn cái bài viết đó cụ thể nói về âm nhạc thôi thì lúc đó nó sẽ xuống một cấp nhãn cấp hơn, đó là liên quan đến nhạc, music, nó sẽ được gắn nhãn là label là music. Được chưa? Thì đó là khái niệm về dạng là phân lớp phẳng hay là phân lớp phân tầng. Thì để làm bài toán đó thì có rất là nhiều phương pháp để học. À, thì các bạn đã trải qua rồi, ví dụ như là phương pháp dựa trên luật. À, trước đây môn các phương pháp thông minh nhân tạo các bạn đã học rồi, là ví dụ ILA đúng không? À, được học không? ILA được học không? Cái này là luật à? À đúng không? Rồi phương pháp dựa trên 2PS còn nhớ không? Còn rồi phương pháp dựa trên thể hiện là chưa nói mạng đơn đông các bạn chưa được học, SVM cũng chưa được học ha, vân vân. Thì là có nhiều phương pháp lắm, nhiều lắm bạn, mấy chục phương pháp lắm. Nhiều lắm, khá là nhiều. Thì phương pháp hiện tại mà người ta sử dụng khá là nhiều á, đó là mạng neuron. Mà cụ thể đó là trực tiếp lên đi học sau ha. Thì cái này hơi phức tạp, không phức tạp ha, đây chúng ta không được đến. Thì ở đây á, chúng ta sẽ dùng một thuật toán khác một xíu để các bạn có thể luyện tập ha. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ nói rằng là chúng ta hình thành mỗi tài liệu theo kiểu vector, và giống như cũ ha, chúng ta sẽ hình thành mỗi cái tài liệu theo vector. Rồi chúng ta sẽ dựa trên đồ đo TF, IDF để chúng ta tiến hành là đánh số hóa nó. Và cuối cùng chúng ta xoắn các vector này
thì để sau đó thì chúng ta học là gì? Là chúng ta là dựa trên cosine đúng không, nhớ không? Thì bây giờ chúng ta có một khái niệm mới cho bạn thêm, đó là sin, tức là độ similarity, tức là độ tương đồng, hoặc là nhiều khác khái niệm lắm. À, thì đó là chúng ta làm việc. Thì đây để đơn giản luôn, để lại luôn những đồ đo này chúng ta sẽ bỏ qua, chúng ta sử dụng ngay lại độ cosine mà chúng ta các bạn học. Bây giờ để tránh trường hợp mà các bạn học thêm một cái mới nữa. Rồi bây giờ tôi chỉ bằng một cái phương pháp tiếp theo, và phương pháp này khá đơn giản ha, nhưng mà trong thực tế thì nó sẽ sử dụng cũng gọi là tốt ha, rất tốt. Một cái nhược điểm của nó là thời gian chạy thực tế sẽ lâu. Thì ý tưởng này cũng khá là dễ, nó là như này, là để xác định xem một cái đối tượng nào đó thuộc về lớp nào. Ở đây chúng ta làm việc cái bài toán gọi là multi class single label, đó là bài toán thứ hai thôi nha. Chúng ta không đi số cái độ thứ ba tư nó hơi sâu một xíu, bây giờ chúng ta tiếp tục là bài toán thứ hai thôi, là multi class và single label, tức là có nhiều nhãn nhưng mà chỉ có một, chúng ta chỉ giá từ một nhãn thôi. Rồi ha, thì cái thuật toán này có tên là k láng giềng gần nhất, thuật toán phân lớp có tên là k láng giềng gần nhất, k nearest neighbor. Thì toán này làm như sau, nó dựa trên ý tưởng gọi là bạn bè hay láng giềng á, là hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai thì tôi sẽ nói lên bạn là người như thế nào. Không biết các bạn nghe câu thuật ngữ này chưa? Thì ý tưởng là để xác định xem một cái đối tượng thuộc về lớp nào thì anh ta sẽ đi tính, sẽ tính xác định xem là cái đối tượng này gần những đối tượng nào, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, cái đường như vậy ha. Thì nó sẽ tiến hành xác định xem là đối tượng này gần cái đối tượng nào hơn. Thì sau khi nó xác định là những đối tượng nào gần đối tượng đó thì nó xác định xem là trong những đối tượng này tính chất của đối tượng này như thế nào, thì nó sẽ biết rằng là đối tượng mới mà chúng ta đang xét là nó sẽ thuộc lớp đó hay không ha. Ví dụ là đây là ba người mà anh ta này quen, ba lần quen ha. Trong ba người này á thì hai người là thuộc về lớp A ví dụ như vậy, và một người thuộc lớp B, thì nhiều khả năng anh này sẽ thuộc lớp này, lớp gì ạ? Lớp A, ví dụ như vậy ha. Ví dụ là trong mà những người chúng ta quen có ba người thì có hai thằng là tướng cướp rồi, còn một thằng còn lại là cảnh sát, thì cái thằng mà chúng ta đang gọi là xem xét á thì thuộc về, nhiều khả năng thuộc về đối tượng nào ạ? À, tướng cướp, hiểu không? Ví dụ như vậy ha, tức là ý tưởng nó vừa lấy thực tế. Rồi cách làm như sau, ở đây thì nó không có chi tiết ha, đây tôi lấy một cái tài liệu khác cho bạn dễ hình dung hơn. Bạn xem tài liệu này xíu ha, là nó khá hình dung hơn ha. Thì để đơn giản thì tôi mô phỏng theo cái dạng hình này cho dễ hình dung ha. Tôi có một đối tượng mới và tôi cần gắn cho nó một cái lớp nào đó. Ví dụ như tôi có một bài viết mới, tôi viết rằng một bài viết mới ha, tôi cần biết là cái bài viết này sẽ thuộc về thời sự hay là thể thao, ví dụ như vậy ha. Thì đây giả định đó, đơn giản là tôi có hai nhãn thôi, là A và B thôi, là nhãn thứ nhất là thời sự, nhãn thứ hai là thể thao, ví dụ như vậy ha. Thì tôi kiểm tra xem thằng này sẽ thuộc về lớp nào, thì tôi sẽ tiến hành là tính, tôi sẽ thêm coi là trong xung quanh thằng này á, xung quanh thằng này nè có bao nhiêu thằng gần nó nhất, được chưa? Tôi lấy ra khoảng 3 thằng, bây giờ tôi lấy ra khoảng 3 thằng, thì tôi lấy 3 thằng ra, tôi xem xét là 3 thằng mà xung quanh cái đối tượng này nè thuộc về lớp nào, thì thằng thứ nhất là thuộc về lớp A, hai thằng còn lại thuộc lớp B, thì nó nhiều khả năng thằng này rơi vào lớp B. Còn hiểu tưởng nôm na này chưa? K láng giềng, tại sao có chữ K đây? Cái chữ K đây nói lên là anh sẽ cần hỏi bao nhiêu người, hiểu không? Tức là anh không thể hỏi tất cả người được, anh sẽ hỏi là bao nhiêu người. Ví dụ là tôi muốn biết bạn là ai thì tôi sẽ hỏi lần lượt hỏi bạn của bạn. Bây giờ tôi hỏi bạn là, và bạn hãy nhận xét về đối tượng này như thế nào, tốt hay là xấu, ví dụ như vậy ha. Tôi sẽ tìm khoảng 3 người bạn của bạn. Thế các bạn thì tôi chọn 3 người này như thế nào ạ?
Những người nào tôi sẽ nên chọn để tôi hỏi cái thông tin về người đó? Thứ nhất là những người trong lớp này mà có quen bạn đó, đúng không? Bây giờ tôi hỏi một người trong lớp này mà không quen bạn đó thì có hợp lệ không? Các bạn hình dung không? Tôi hỏi một người trong lớp này cũng là trong lớp này thôi, cũng là lớp với nhau thôi, và giả định rằng là có một số bạn này không biết bạn đó. Tôi hỏi đúng những bạn mà không biết bạn đó thì kết quả tôi có đáng tin cậy không? Không, đúng mà. Rồi, hoặc là tôi hỏi này, thay vì tôi hỏi bạn trong lớp, bây giờ tôi lấy thêm một đối tượng nữa là gì? Là tôi lấy thêm một người là hàng xóm, đúng không? Tôi lấy thêm một người là hàng xóm, tức là người mà sống cạnh với người đó. Hỏi là à, mày cảm thấy người này như thế nào? À, cái thằng này suốt ngày dùng rác qua nhà tao. Tôi ví dụ như vậy ha. Thì đó là những đối tượng mà chúng ta xem, chúng ta cần lấy. À, chúng ta không lấy tất cả mọi người trên thế gian này được, tại vì đâu phải là tất cả người thế gian để biết người đó đâu. Các bạn dung ha. Thì thay vì đó tôi sẽ lấy khoảng K người. Có hỏi là K là bao nhiêu? Thế các bạn đi, các bạn muốn biết người kia có cái thuộc tính như thế nào thì bạn nên hỏi bao nhiêu người ạ? K là nhiêu ạ? 3, 4, 5. Cây nhiều cốt. Hợp lý không? Bây giờ tôi hỏi, tôi đem cây nhiều cốt là tôi đem tất cả sinh viên trường này, tôi hỏi hết. Là vui lòng hãy cho biết là cái người này như thế nào, phải cho tôi biết kết quả. Hợp lý không? Là sao biết có biết không? Đúng không? Các bạn phải xác định là, đương nhiên là nó đề là các bạn phải xác định số lượng trước. Đương nhiên số lượng bao nhiêu không phải là dễ. Tức là K là bao nhiêu hợp lý không phải là dễ. Thấy chưa? Tại vì nhân đến vấn đề này. Vấn đề là các bạn. Đây là bạn xem hình này ha. Hình này hơi nhỏ xíu. Tôi đang hỏi là cái màu trắng này. Thấy không ạ? Tôi đang hỏi cái màu trắng này có thuộc tính là màu đen, màu xanh hay màu đỏ đây? Nó đang gần mực hay là gần đèn đây? À gần đèn đúng không ạ? Nó đang gần mực hay gần đèn đây? Tức là gần màu xanh hay màu đỏ đây? Màu đỏ. Thế nhìn đấy á, nếu chúng ta cho K, giả định hình cái vẽ hình bằng tròn nha. Tôi bán kính đi ha. Tôi vẽ bán kính. Thì nếu tôi vẽ bán kính như thế này á, giờ đây K là bán kính nha. Thì tôi được thu được á là 3 hàng màu xanh và 2 hàng màu đỏ. Thì tôi suy ra hàng nào màu gì ạ? À, màu xanh. Được chưa? Nhưng nếu tôi vẽ một cái bán kính bự hơn á, tức là tôi tìm một người số lượng nhiều hơn á thì sao ạ? À? Câu chuyện này sẽ ra như nào nếu tôi vẽ bán kính này ạ? À? À lúc này đối tượng này sẽ là màu đỏ. Tại vì trong này đỏ nhiều hơn. Được chưa? Vậy thì xác định K là bao nhiêu á không phải là dễ. Và chính vì không dễ như vậy á dẫn đến thuật toán này thì là thực tế nó hơi bị yếu. Nếu các bạn xác định K đúng á, thuật toán này đang nặng rất là nhiều lớp. Thứ nhất là gì? Phương pháp rất là dễ. Nó dễ hơn ADIPA rất là nhiều. Coi không, nó dễ hơn cái xác suất rất là nhiều, dễ hơn rất là nhiều. Cách chạy nó cũng đơn giản lắm. Được chưa? Nhưng nếu các bạn xác định số K sai á, dẫn đến gì ạ? Kết quả chúng ta sẽ không đáng tin cậy nữa. Còn nhiều không? Thì đó là một nhược điểm, một trong những điểm của nó là gì? Để xác định số K không phải là dễ. Nó có thể phù hợp với dữ liệu này, nhưng có thể không phù hợp với dữ liệu khác. Nó có thể phù hợp với đối tượng này, nhưng chạy sang đối tượng khác đôi khi nó không phù hợp rồi. Được chưa? Thật ra nó khó như vậy, khó như vậy. Nhưng nếu các bạn xác định số K đúng á, thì đó này chạy rất là dễ. À, chúng ta tại sao nó dễ? Chúng ta đi tiếp ha. Thì ý tưởng như sau là đơn giản là anh hãy tìm cho nó, ví dụ tôi lấy K là 3 nha, ví dụ K là 3 thì K là 3 nghĩa là các bạn sẽ lấy 3 người gần nó nhất. Được chưa? Hay gọi là lấy 3 cái tài liệu mà gần cái tài liệu là nhất. Sau khi chúng ta lấy được 3 tài liệu là nhất, chúng ta xem xét trong những tài liệu mà gần là nhất, mỗi thằng thuộc về nào, lấy cái thằng mà sẽ nhiều nhất gả cho nó. Hiểu tưởng chưa? Rồi, một điều thứ hai là thường thường người ta lấy K là số lẻ. Tại sao? Số chẵn bằng nhau. Chẵn bây giờ bằng nhau. Để quyết định được. Bằng gì không? Và hầu hết trong các ban bệ của chính phủ, vân vân tất cả đấy hết đều là số lẻ. Đây là gì vậy? Để ra quyết định được. Bằng gì không? Ví dụ đúng là bây giờ bạn đưa ra một cái ban bệ và bạn nói là số chẵn thì có 50% đồng ý cái này, 50% còn lại đồng ý kia, quyết định đi. Không lẽ lấy xuất sắc là tung
đúng không ạ? Do đó hầu hết mà để có thể ra được quyết định đó, tức là mỗi quyết định thì có thể có đúng có sai, không ai quyết định là đúng hay sai khi trừ khi làm xong thôi, không biết đúng hay sai thôi. Chứ còn mà khi mà chúng ta đưa ra một cái giải pháp cho một cái nhóm này, chúng ta làm việc của nhóm đi ha, thường nhóm là 5 người, 3 người thì ok, nhưng nhóm 4 người khó làm việc lắm. Bây giờ tại vì khi các bạn cần ra quyết định, ví dụ bạn có nhất là nhiều tranh cãi là gì, bây giờ giải sử 4 người đi ha, có 2 người đó là tôi thích chọn phương án này, 2 người còn lại chọn phương án kia, bây giờ làm phương án nào? Suốt ngày tranh cãi hết thời gian. Do đó thì thường là một nhóm khoảng 5 người để làm gì? Để có thể ra được quyết định, có thể quyết định đúng hay sai không biết, nhưng phải ra được quyết định. Nếu chiếc ngã tư thì sao bạn? Phải rẽ. Thay vì đó cũng cãi nhau đúng như vậy đó. Đúng không? Bạn nói là ngã ba đường á, rồi bạn cách ngã ăn, đường này tốt hơn, đường kia tốt hơn. Mà bạn cách cái ngã suốt ngày á, thì sẽ không đi đâu cả. Mà chắc chắn là gì? Dù đó là đường tốt hay đường xấu rồi phải đi. Còn hình như ý tưởng không à? Thế đó thì đối với lại cái gì này cũng vậy. Là ca người ta thường chọn số lẻ để làm gì? Để ra được quyết định. Có thể quyết định đúng hay sai không biết, nhưng máy tính sẽ phải ra quyết định. Chứ máy tính phải nói là người dùng ơi vui lòng đợi đi. Người dùng đợi đi bao giờ? Được chưa? Rồi. Xong rồi ca này đó. Đó này có tên là KNN. KNN à, tiếng Anh gọi là nearest. Nearest là gần nhất. Neighbor sẽ là láng giềng. Bây giờ KNN. Được chưa? Thì tôi nói về cách làm như sau ha. Nó có 3 dòng à, thủ đoạn có 3 dòng à. Đầu tiên là tính khoảng cách giữa cái đối tượng mà chúng ta đang quan tâm nè đến tất cả những đối tượng mà trong tập huấn luyện. Ủa tại sao người ta cần phải tính hết à? Tại sao người ta cần phải tính hết tất cả khoảng cách à? Đối với thằng nào gần đâu? Đúng không ạ? À? Ở đây bạn nhìn một mắt, bạn nhìn một mắt đó, thì bạn thấy rằng đó là bạn thấy nó gần. Nhưng lúc máy tính nó nhìn đó, nó có biết là thằng nào gần đâu? Được chưa? Do đó nó phải làm gì? Nó phải tính hàng ngày đến tất cả các cái đối tượng luôn. Đây là một điểm thứ hai. Đây là điểm thứ hai của các anh can em, đó chính là tốc độ chậm. Tại sao nó chậm? Bởi vì mỗi lần làm á là nó tính khoảng cách đến tất cả luôn. Tại vì đối với thằng nào gần đâu. Được chưa? Rồi, sau khi các bạn tính được tất cả khoảng cách giữa cái đối tượng mà chúng ta quan tâm gọi là D đến tất cả đối tượng còn lại thì làm gì? Chúng ta sẽ ra là chọn ra K thằng mà gần nhất. Được chưa? Rồi, sau khi chọn K thằng xong, hãy xem xét rằng trong K thằng đó có bao nhiêu thằng thuộc về lớp này, bao nhiêu thằng thuộc lớp kia, và chọn ra cái lớp mà có nhiều thằng nhất và gán cái đường đó hết. Dễ không? Rồi, chúng ta lấy ví dụ. Đây, ví dụ đây. Đây là tập hợp những cái người, đây là những đối tượng ha, và có đối tượng này. Vậy thì làm sao biết đối tượng này thuộc về lớp yes, lớp no? Thì đơn giản là lấy cái này nè, tính khoảng cách giữa thằng này đến tất cả này và chọn ra, ví dụ đây là 5 thằng, gọi là 5 thằng bây giờ gần thằng này nhất, và sau đó tiến hành là xem xét xem trong 5 thằng đó bao nhiêu thằng thuộc về lớp A, bao nhiêu thằng lớp B và gắn cho nó ha. Đây là yes or no ha. Bây giờ thì nó khá đơn giản. Rồi một vấn đề nữa, thì vấn đề này tôi nói cho bạn biết thôi, tôi cũng không có yêu cầu, tại vì ở đây bản chất là chúng ta không có đụng cái khái niệm này là gì. Khi mà chúng ta lấy đối tượng, ví dụ đây mà để ý ha, là đối tượng này có tuổi là 35, đối tượng này có cái thu nhập là 95.000 và có số lượng là thẻ tín dụng là 3. Thằng đối tượng này thì có tuổi là 41, có thu nhập là 215 và có cái số lượng cái đấy càng là 2. Nếu chúng ta hình chúng ta giả định đây là hình thành là vector gồm có 3 giá trị, chúng ta tưởng tượng đi ha, là cái đối tượng này hình thành là vector gồm 3 giá trị, giá trị là 35, giá trị thứ hai là 95.000, giá trị thứ ba là 3, đối tượng thứ hai của vector thứ hai. Thì khi chúng ta tính cái khoảng cách giữa dùng cái vector này á thì dẫn đến vấn đề gì ạ? Bạn để ý không ạ? Thì đấy một câu chuyện mà dễ nhớ hơn ha. Giả định rằng mỗi tháng các bạn có thu nhập là 1 tỷ một tháng, 1 tỷ đồng một tháng nha. Giả định nha, tôi giả định nha, tôi giả định thôi. Giả định rằng nếu thu nhập của bạn là 1 tỷ đồng một tháng, trên đường đi bạn thấy có một tờ tiền 1.000 có ai đó đánh rơi, bạn có dừng lại lượm không? Chúng ta không bằng vấn đề đạo đức đi nha. Chúng ta không bằng vấn đề đạo đức gì đây hết á. Chúng ta nói về vấn đề kinh tế thôi. Là giả định rằng một tháng các bạn thu nhập 1 tỷ đồng Việt Nam, trên đường đi bạn thấy có một tờ 1.000 rớt trên đường, 1.000 đồng, bạn có đứng lại lượm không? Hãy tưởng tượng một tháng mình có 1 tỷ đồng trong tay, hãy tưởng tượng như vậy. Đừng có tưởng tượng là trong tay mình có một tháng có 1 triệu đồng. Hãy tưởng tượng đi nha.
là thôi giờ đơn giản nhưng nó tỷ xa xôi á, giả định rằng trên đường rớt một xu, giả định là một xu vẫn có giá trị nha, nếu là một xu chúng ta vẫn có giá trị nha, chỉ là chúng ta không có hình thành tiền thôi, nhưng một xu vẫn là đơn vị tiền tệ. Thì trên một đồng đi nha, một đồng giả định trên đường đi có một người rớt một đồng, bạn có lượm không? Không, chỉ thấy số xe tiền là rất tiền, 500 đồng 1.000 đồng qua luôn đó. Vậy hả, thử đi, thử ra ngoài giải 500 đồng ai được không? Rồi, tức là nói câu chuyện này nó gì, nó vấn đề là có những thứ á, mặc dù có tồn tại nhưng gần như không tồn tại. Nghĩa là sao? Nghĩa là quay lại câu chuyện này nè, nếu các bạn xem coi ha, cái thu nhập này là 95.000, con số 95.000 rất là bự so với con số gì ạ, cái tuổi. Được chưa? Khi các bạn đem cái này, tất cả này đem vô tính toán á, thì dù các bạn đem tuổi, đem số liên kẹt luôn á, thì nó dành vô nghĩa đối với số gì ạ? 95.000. Tức là bạn có đem vô cũng như không đem vô. Các bạn hình dung không? Tại vì sao? Tại vì con số này quá lớn đi, nó chi phối gần như toàn bộ kết quả. Ví dụ ha, tôi nói như này, hãy lấy tổng đi ha, lấy số tiền thu nhập của bạn cộng với số tuổi của bạn, được chưa? Thằng nào lớn hơn á thì thằng khác. Đơn giản như mình chung không? Lấy cái số nhà thu nhập của bạn hàng tháng cộng với số tuổi của bạn, thằng nào lớn hơn thì thằng khác. Thì bạn thấy là có phải là tuổi cho nên vô nghĩa không? Tuổi gần như mặc dù cộng vô như không có à. Đúng không? Ví dụ một tháng của bạn thu nhập gì ạ? Giờ dịch là 20 triệu một tháng đi. 20 triệu cộng với độ tuổi của bạn. Khùng lắm, 20 triệu không trăm lẻ gì ạ? Có những thành phần nếu chúng ta không kỹ xem xét kỹ á, thì chúng ta đem vô á, dẫn đến trường hợp là nó vô nghĩa, được chưa? Vậy thì thực ra nếu mà vậy thì suy ra một điều rằng là chúng ta bỏ tuổi đi không? Chúng ta có nên bỏ tuổi đi không? Thì trong quá trình tính toán á, chúng ta dành lấy thu nhập thôi được không? À, câu gì đó là không được, tại vì thực ra tuổi nó cũng có ý nghĩa, còn đúng không? Thì thay vì như này, tôi sẽ đưa nó về đoạn một đoạn hết. Liệu 20 triệu là lớn hay nhỏ? Hay liệu 20 mấy tuổi là lớn hay nhỏ? Các bạn hình dung điều đó không? Ví dụ là đó là 20 triệu à, bây giờ trong một công ty, gia đình trong công ty ha, trong công ty. Vậy thì 20 triệu người lớn nhất, người gì ạ? Cái người mà thu nhập lớn nhất trong công ty là 100 triệu một tháng. Bạn 20 triệu thì bạn chỉ là gì ạ? 1/5 thôi. Được chưa? Rồi bạn có bao nhiêu, gia đình ha? Các bạn có 30 tuổi. Tuổi lớn nhất trong công ty á là 60 tuổi. Thì bạn chiếm nhiêu ạ? 1/2. Tôi sẽ 1/2. Thì 30 tuổi, lớn nhất công ty là 60 tuổi. Ý là hơi kỳ kỳ. Tuổi chiếm gì? Tức là chúng ta đang thấy là cái độ lớn tương đối như thế nào, các bạn dùng ha. Cái độ tương đối để làm gì? Để đóng góp vào quá trình là hình thành đối tượng đó. Hình thành ra cái đặc tính đối tượng đó. Nếu chúng ta để nguyên như cũ á, là 20 triệu thì các bạn có 30 tuổi hay các bạn 60 tuổi á, thì khi bạn đem vô 20 triệu với 100 triệu á, thì nó vô nghĩa. Vô nghĩa không nghĩa là chúng ta bỏ đi, mà ở đây chúng ta là gì? Chúng ta muốn là để hình thành ra cái tường đó gồm có tuổi và thu nhập nữa, đúng chưa? Và chúng ta nói là cái tuổi phải chơi với tuổi thôi, thu nhập với thu nhập, thu chơi với thu nhập thôi, chứ anh lên tuổi thu nhập thì nó vô nghĩa, đúng chưa? Thì tôi hình thành này, thay vì tôi để nguyên như vậy, tôi sẽ đem về đoạn 01 là đoạn về xác suất. Giống như chúng tôi nói xác suất dùng ha, 01 cho đơn giản là gì? Là bạn 20 triệu thực sự bạn có lớn không? À, 20 triệu đối với công ty của bạn làm á chỉ là 1/5 thôi, nhỏ 1/5 thôi chứ mà lớn gì cả. Chỉ là 1/5 so với công ty thôi. Tuổi 30 thì bạn lại 30 tuổi là bạn là gì? Là bằng 1/2 đối với lại đối với công ty rồi. Còn như không? Như vậy là so sánh như vậy nó công bằng hơn, nó fair hơn. Và gần như là gì? Tuổi và thu nhập nó đều tham gia quá trình hình thành ra đặc tính đối tượng đó. Được chưa? Hình dung ha? Thì đó người ta sẽ phương xử pháp gọi là chuẩn hóa. Người ta gọi phương pháp gọi là chuẩn hóa, normalization. Chuẩn hóa tức là đưa tất cả giá trị đó về một đoạn
mà đảm bảo rằng nó sẽ công bằng giữa tất cả giá trị, chứ không phụ thuộc vào bản chất cái số lượng, cái số giá trị đó. Hoặc là như này, 20 triệu của bạn so với lại 20 triệu đô giống mình khác nhau, khác nhau hoàn toàn, đúng không ạ? 20 triệu vào đồng của bạn gọi là triệu phú không? Không phải được. Được chưa? Còn 20 triệu người ta gọi là triệu phú là gì ạ? Người ta phải đảm bảo là gì? Để sở sự giàu có, người ta phải quy chuẩn về một cái giá trị là chuẩn hóa. 20 triệu của bạn sau đạt 01 như thế nào? Ví dụ cái thu nhập lớn nhất của một người trong Việt Nam, ví dụ như vậy ha, được gọi là triệu phú đi, thì phải là 20 tỷ, ví dụ như vậy, con số 20 tỷ. Thì 20 triệu của bạn so với 20 tỷ như nào? Đó. Sau đó thì bạn lấy là 20 triệu của thằng Việt Nam, 20 triệu của thằng đô la Mỹ, được chưa? So với lại số tiền mà tương đương với là 20 tỷ mà quy qua thì nó như thế nào? Sau đó đảm bảo là giá nó công bằng. Được chưa? Bắt đầu người ta gọi là chuẩn hóa. Tuy nhiên thì ở môn học này chúng ta không bảo là chuẩn hóa, bởi vì thực ra tất cả đồ mà chúng ta làm trước đây á, gọi là GF, IGF á, đều là gì ạ? Đều công bằng cho tất cả giá trị rồi. Còn hiểu không? Chứ là chúng ta làm á, là GF, IGF đều là công bằng cho tất cả những cái từ rồi. Nên ở đây chúng ta rất là may cho là chúng ta không quan tâm vấn đề chuẩn hóa. Nhưng thực tế sau này bạn làm á, thì mình hiểu là có trường hợp mà chúng ta chuẩn hóa khi mà gì? Khi mà các cái giá trị của thực tính á, nó khác nhau. Nó khác nhau và nếu chúng ta đem cùng vào nhau á, thì nó trở nên là có những thằng nó trở nên biến mất luôn. Bởi vì cái giá trị nó quá nhỏ so với giá trị còn lại. À. Rồi bây giờ chúng ta quay lại câu chuyện chúng ta. Là sau khi các bạn đã có được cái giá trị đây. À, sau khi các bạn đã có được cái TF IDF rồi ha, thì bạn sẽ làm dùng cái cosin ha, tức là quay lại quy trình chúng ta như này. Là giả định là nếu đề bài cho bạn là cho các bạn một đống cái tài liệu đây. Hỏi tài liệu thuyết N đây. À, ví dụ đây ha. Cho một đống tài liệu đây. Hỏi là tài liệu thuyết N sẽ được gắn nhãn là nhãn nào? Thì bạn sẽ làm như sau. Làm gì? Đầu tiên, tính khoảng cách. Bây giờ, tính khoảng cách đến tất cả những tài liệu còn lại. Sau đó làm gì? Lấy ra K tài liệu. Xem coi trong K tài liệu đó có tài liệu nào thuộc về lớp nào. Lấy cái thằng mà số liệu nhất, nó sẽ là nhãn của cái đối tượng mà chúng ta đang cần hỏi. Được chưa? Xong, đó là báo cai ngay. Bây giờ chúng ta làm bài tập được chưa? Được không? Cần giải thích về lý thuyết gì đúng không? Rồi, xong, chúng ta làm bài tập để luyện tập ha. Rồi, chúng ta quay lại câu chuyện của bài tập trước. Đây ha. À, đây. Rồi đây là một cái ví dụ bảng mà chúng ta có được ha. Ok. À, đi thi, nhắc lại là đi thi có khả năng là cái bảng này các bạn phải tự tính. Đây là đồ đo thì các bạn dễ hết, nó gì cả. Được chưa? Còn đây là tôi cho sẵn bạn rồi. Tức là đi thi có thể có một bài trọn vẹn luôn từ ban đầu cho đến cuối cùng luôn. À, ở đây là có 20 tài liệu. Được chưa? À, bây giờ để ngắn gọn đó, thì các bạn tính dùng tôi khoảng từ khoảng 10 tài liệu đầu tiên ha. Các bạn làm cho tôi khoảng 10 tài liệu đầu tiên thôi. Đánh từ trên xuống dưới ha, các bạn làm cho tôi 10 tài liệu đầu tiên thôi. Người ta hỏi là tài liệu thứ 20 này sẽ thuộc về nhãn nào? Là nhãn A hay nhãn B? Với K bằng 5. Với K bằng 5 ha. Số lượng bao nhiêu là 5. Rồi, bây giờ các bạn hãy thử tự làm bài này cho tôi nha. Tại vì bài này nó khá là dễ. Là bài toán phân lớp. Và chúng ta đang chọn một cái thuật toán gọi là Kanem, tức là dựa trên thể hiện. Chúng ta đã học IDB rồi nên tôi không bàn cái này lại nữa. Chúng ta cũng không kiểm tra trong môn học này. Và chúng ta chỉ tập trung một cái thuật toán mới thôi, đó chính là Kanem. Bây giờ bài toán này khá là dễ cho các bạn rồi. Các bạn làm cho tôi bài tập để chúng ta luyện tập một xíu ha. Là nhắc lại đây, chúng ta có một dữ liệu là đây là đồ đo TF IDF. Bây giờ TF IDF ha. Rồi, người ta nói rằng là tài liệu thứ 20 này sẽ thuộc về lớp A hay là lớp B. Bây giờ lớp A hay lớp B.
thì bây giờ các bạn hãy làm tôi á, là tính khoảng cách giữa D20 này đến khoảng 10 tài liệu đầu tiên. Đây là có tổng cộng là 19 tài liệu nha. Như đây để làm ngắn gọn cho bạn á, các bạn làm cho tôi 10 tài liệu thôi nha. Giờ làm cho từ D1 đến D10 thôi. Là có 10 cái tài liệu mà người ta cho sẵn là cái nhãn là AIB rồi. Bây giờ hãy tính xem khoảng cách cái D20 nè đến cái 10 tài liệu đó như thế nào. Được chưa? Cách đo là chúng ta quay lại cách đo bình thường, đó chính là đánh tính cosin. Các bạn ha, chúng ta tính bằng cách đó, là trừ trên khoảng cách cosin. Và nhắc lại là khoảng cosin càng lớn thì sao ạ? Giá trị cosin đưa ra càng lớn thì càng gần. Mình nhớ rất rồi nha. Cosin càng lớn thì càng gần. Rồi, các bạn làm đi không? Trên gom nhóm. Thì hồi nãy là phân lớp nha, chắc là chúng ta đi rất là nhẹ nhàng thôi, không có gì đi sâu hết chứ là nói. Và đối với bài toán phân lớp á, thì chúng ta chỉ đi thuật toán thôi là càng ngang thôi. Mục tiêu là gì? Là phân lớp, đa lớp và một nhãn. Bây giờ chúng ta không đi qua những bài toán khác, chỉ là đa lớp rất là nhiều lớp á, nhưng mà chỉ có một nhãn thôi. Rồi, bây giờ chúng ta đi sang một cái bài toán thứ hai, cũng để các bạn biết rằng là nó cũng là một chủ đề trong vấn đề là khai thác nội dung web. Được chưa? Bài toán thứ hai gọi là gom nhóm. Tiếng Anh nó gọi là clustering. Thì gom nhóm là gì? Lúc này người ta không có nhu cầu để gán nhãn cho tài liệu, mà ở đây người ta muốn gom một cái số tài liệu đó mà có cái độ tương tự nhau khá là cao. Tôi ví dụ ha, qua để trên Google á, có chức năng gọi là similar page. Nhớ không? Tức là khi người ta search một cái trang web nào đó, search một từ khóa đó, thì người ta liệt kê một đống trang web ha. Tức là cho Google liệt kê cho chúng ta một đống kết quả. Thì trong bên cạnh đó có một cái từ rất là đơn giản rồi. Khi các bạn nói là đây là cái tài liệu bạn đang quan tâm, đây là cái trang web bạn đang quan tâm, các bạn muốn tìm một cái trang web tương tự đó, chứ không có tìm trang web mà liên quan đến từ khóa, mà chỉ cần là trang web tương tự với trang web mà chúng ta đang muốn tìm. Được chưa? Thì các bạn có một cái nút gọi là similar page. Được chưa? Thì lúc này chúng ta muốn là gì? Hãy đi tìm những tài liệu nào là có cái độ tương tự cao với tài liệu mà chúng ta đang xem xét. Thì bài toán đó người ta gọi là gom nhóm. Các bạn hình dung được cái gom nhóm không? Hoặc là tôi lấy ví dụ nó không liên quan đến cái nội dung này quá lắm. Ví dụ bài toán hay cái điểm như này là bạn biết là khi mà người ta thiết kế một cái size áo á, cái size áo bạn giá thun cho đơn giản ha, và để khi mà áo thun á thì các bạn có những size áo nào ví dụ như có là M đúng không, XL hay là gì nhớ không, small đúng S đúng không, rồi M là medium, L là large, ví dụ như cái ba kiểu cơ bản á là S, M và L. Được chưa? Có một số những cái thương hiệu khác có XL là extra large hoặc là XXL gì đó ha. Bây giờ đơn giản như này, có như nào, làm sao biết được với một cái kích thước size như vậy thì chúng ta sẽ may áo với size áo size người như thế nào? Giả định đơn giản như này ha, giả định đơn giản, giả định rằng mỗi kích thước đó liên quan đến chiều cao. Thế lại ha, giả định rằng mỗi kích thước như là S, M và L đó liên quan đến chiều cao của con người. Vậy theo các bạn thì size S có chiều cao là nhiều? Cái size S á, cái size mà small á, thì nên thiết kế áo kiểu là cái chiều cao của người là bao nhiêu, ở tới đâu à? À đó là từ một người có 45 cm, 1m45 rồi, đó là 1m45 cho đến là 1m nhiêu, 55 rồi, đó là size S. Size thứ hai, size M, 1m55 đến rồi 1m65 rồi, size M 1m65 đấy, còn lại là size L. Bây giờ như vậy câu hỏi ra là liệu như vậy phù hợp hay không, liệu như vậy có mang tính cảm tính của chúng ta hay không, đúng không? Và liệu cảm tính của chúng ta như vậy á, liệu có mang lại kết quả tốt hay không? Chúng ta xem như này, có rất là nhiều người dân Việt Nam nằm trong khoảng từ là 1m5 cho đến 1m6, đúng không? Ví dụ như vậy, khi mà may áo như vậy á, thì có phải là có những người á thì mặc rất là chật, có những người á thì mặc lại quá rộng. Ví dụ nha, những người mà từ 1m65 trở lên á thì rất ít người, chúng ta không bắt được ai hết, bắt được rất là ít. Bây giờ cái size này, chúng ta thấy cái size L á, thì đấy là chúng ta bắt được rất ít, bởi vì cái size đối tượng đó không cần, như không có ở Việt Nam nhiều.
được chưa? Giờ để làm cái như giả định ha, mỗi lần chúng ta sản xuất á, chúng ta một kiểu áo chúng ta cần sản xuất ra khoảng chừng mấy triệu cái áo, thì có phải là mỗi một cái size áo như vậy chúng ta sử dụng bằng nhau không? Nó đơn giản là chúng ta mỗi cái kiểu áo XL, S, M, L chúng ta sẽ sử dụng là số lượng áo bằng nhau hết. Như vậy nếu chúng ta bán được cho size S, M rất là nhiều, cho cái size L sợ rất là ít. Ví dụ như vậy dẫn đến chúng ta lỗ. À, và việc của chúng ta dựa trên cảm tính như vậy á, thì chúng ta sẽ đến trường hợp là chúng ta sẽ bán sai ở chỗ là gì? Có những người mặc rất là chật và có những người mặc rất là rộng, và khi mặc chật mặc rộng như vậy người ta sẽ cảm thấy không hài lòng. Bây giờ lý tưởng nhất là gì? Các bạn là bài toán nè, để giải quyết bài toán này đi một cách lý tưởng nha, tức là người dùng khi bạn, tức là người ta thích kiểu áo của bạn, các bạn là nhà may nha, các bạn là nhà may cái áo thun đó và người ta rất là thích kiểu áo và thiết kế design ra. Bây giờ làm sao để đạt được sự thỏa mãn lớn nhất của dùng người cho người dùng ạ? Thì các bạn sẽ may cái áo mà gì ạ? Giống như là bạn đo kích thước của người ta, đúng không? Nó gọi là may y chang đo luôn, được chưa? Nhưng làm như vậy là đứng trường hợp gì? Là gần như mỗi một người Việt Nam này chúng ta phải may một cái size, điều đó là không thể, sức chúng ta không thể làm đủ, không có nhà sức nào làm được điều đó hết, được chưa? Tại vì sao? Thứ nhất, gia đình làm được đi. Gia đình là tôi lấy được số liệu của tất cả người Việt Nam này nha. Gia đình tôi, gia đình là số liệu thống kê của tất cả người dân Việt Nam này tôi đều có hết, không qua chính phủ còn có được hết. Tôi sẽ tiến hành là tham vọng bằng cách là gì? Tôi sẽ may áo cho tất cả mỗi người Việt Nam này mới một cái size y chang người đó luôn. Một vấn đề xảy ra là gì? Đúng rồi, có những người không có nhu cầu cái áo đó, mình thích nó đẹp nhưng người khác đâu thích đẹp đâu, đúng chưa? Thậm chí là cái áo nó rất là đẹp nhưng mặc ra đường cái gặp một thằng nó y chang mặt như mình thì sao ạ? Nó không đẹp nữa rồi, đúng không? Tâm lý con người nó kỳ cục như vậy á. Nhưng mặc rất là đẹp, chọn lựa đẹp ha, mặc vô rất là đẹp, cuối cùng ra đường gặp một thằng y chang mình, mặc áo giống y chang mình là thấy hết đẹp rồi. Các bạn thấy không, cái đẹp ở chỗ là gì ạ? Sự khác nhau, nó còn có yếu tố nữa, được chưa? Rồi chúng ta không bàn vấn đề đi ha. Vậy là như vậy là vấn đề là dẫn đến may cho toàn bộ người Việt Nam này có rất là nhiều rủi ro, được chưa? Vậy thì sao? À, người ta nói là thường phân khúc thị trường, các bạn hiểu không? Các bạn hiểu không? Phân khúc thị trường không ạ? Tức là người ta nói là cái máy cái áo này là người ta may ra cái design cái áo này là thiết kế cho nhóm đối tượng nào? À, nhóm đối tượng là gì ạ? Ví dụ như là người trẻ. Những người trẻ là như thế nào? Những người trẻ là người gì ạ? Từ 18 tuổi cho đến khoảng 30 tuổi hoặc là 40 tuổi đi. Được chưa? Là người ta nhắm đến khung đó. Như vậy là người ta sẽ lấy tất cả những người trong khoảng từ 18 tuổi đến 40 tuổi, được chưa? Từ đó chưa đủ. Sao nữa? 18 40 tuổi bây giờ phân như nào? Bây giờ lấy 18 đến 20 rồi 18 đến 25, rồi 25 cho đến 33, ví dụ như vậy hoặc 33 đến 40 không được. Phân như vậy kỳ lắm, lỡ có những người cùng cái tuổi đó người ta có kích thước khác nhau không? Có đúng không? Cũng 18 tuổi mà có những kích thước rất khác nhau. Vậy thì cái đó không được luôn. Vậy thì làm sao? À, lúc đó người ta không thể làm bài toán thực hiện cảm tính như vậy được, mà người ta sẽ tiến hành là đi phân tích dữ liệu. Và cách là người ta đem dữ liệu vào, người ta gom nhóm vào. Người ta sẽ gom mục tiêu người ta gì? Người ta gom thành ba cụm người dùng mà. Tức là những người nào có cái đặc điểm tương tự nhau, ví dụ chiều cao, cân nặng có vẻ tương tự nhau thì người ta sẽ gom thành một nhóm. Và cứ nghĩ sao người ta có tất cả dữ liệu người ta gom thành ba nhóm thôi. Bây giờ ra ba nhóm. Sau đó người ta sẽ may cái áo cho cái người mà ở trung tâm cái nhóm đó nhất, mặc đồ nhất. Các bạn hiểu tưởng không mà? Người ta sẽ may cái áo cho cái người mà chúng ta ví dụ là chúng ta gom thành một cái nhóm đúng người nào. Nhưng chắc chắn là nó sẽ có sự khác biệt, nó gọi là gần giống thôi chứ không thể giống 100%. Vì chưa, ví dụ có người mét 6, người mét 61, ví dụ như vậy, ví dụ như là gần. Có người 58 kg, người 59 kg, gần. Các bạn hiểu không? Thì người ta sẽ gom những đối tượng này vào thành một cái nhóm chung và người ta sẽ may cho cái áo đó cho cái người mà ở trung tâm nhất của nhóm đó mặc vừa luôn. Điều đó có điểm lợi gì không ạ? À, những người ở trung tâm thì không nói rồi ha, nhưng có những người có vẻ gì ạ? Nằm ngoài gần đó sao ạ? Vì mặc dù nó không có rộng lắm, không có chật lắm nhưng mặc vẫn mặc được. Hơi là hơi chật hơi rộng thôi. Được chưa? Hơi chật hơi rộng thôi. Nhưng mà người ta thấy áo rất đẹp thì người ta vẫn chấp nhận cái sự chật đó. Ví dụ như vậy ha, người ta làm ra ngoài quán thì thấy là à, cái áo đó không vừa như chúng ta. Nhưng bạn thấy là gì? Nó hơi chật một xíu. Nhưng bạn rất là thích áo đó, bạn có mua không? Bạn vẫn mua đúng không? Bạn vẫn mua mặc dù như vậy ha. Bạn vẫn thích cái kiểu áo đó, được chưa? Như vậy là nó sẽ đạt đến cái gì ạ? Cái lợi nhuận cao nhất và cái rủi ro thấp nhất có thể. Được chưa? Đó gọi là bài toán gom nhóm, chứ không phải lớp nữa, gọi là gom nhóm. Gom nhóm ý tưởng đơn giản là gì? Hãy gom các đối tượng về cái nhóm mà có khoảng cách với nhau gần nhau, đủ xa với thằng khác thôi. Được
được chưa? Rồi, đó là ý tưởng về gom nhóm và dễ hình dung ha. Thì quay lại câu chuyện của chúng ta, gọi là chúng ta sẽ gom nhóm, ở đây gọi là gom nhóm áo hay gom người, và đây chúng ta gom nhóm tài liệu. Những tài liệu mà có vẻ similar page á, những cái trang web có vẻ gần giống nhau, chúng ta gom thành một nhóm để làm gì? Thứ nhất là đôi khi chúng ta chỉ cần trả về một cái gì ạ? Một cái tài liệu thuộc về nhóm đó thôi. Đâu cần nhất thiết trả về nhiều tài liệu đâu. Chúng ta chỉ cần trả về một tài liệu trong nhóm đó thôi. Sau đó chúng ta sẽ trả về một tài liệu cho nhóm khác. Thì lúc đó các bạn là tập hợp kết quả trên đây gì ạ? Đa dạng không? Các bạn để Google image không ạ? Khi bạn search một image ra thì ở trên cái thanh trên cùng á, nó có gom nhóm đó. Nó gom nhóm những cái hình ảnh này, à đây hình ảnh này thuộc về cái nhóm này. Hoặc là khi bạn kích vô cái ảnh á thì có những ảnh nó nhỏ nhỏ. Cho bạn xem, các bạn để xem ha. Rồi cho tiếng luôn mà để nhìn nó dễ. Rồi, ví dụ như là bạn xem hình ảnh gì? Học sinh. Rồi học sinh. Học sinh. Học sinh. Rồi, để image ha. Để qua, đây là rất là nhiều hình ảnh liên quan học sinh đúng không ạ? Tức là nó đang phân lớp rồi. Được chưa? Đây là những đối tượng về thuộc về lớp học sinh. Như để ha. Tiếp tục vào đây nè. Đây là nhỏ mà. Được chưa? Thì đây là những ảnh gì ạ? Có liên quan gần giống thế này. Thôi về học sinh thì có vẻ nó hơi liên quan, bởi vì star thế nào. Được chưa? Star có thể là ngôi sao trên trời. Nhưng có thể là gì ạ? Ngôi sao người ta vẽ bằng tay. Đúng không ạ? Và lúc đó người ta trả về quả gì ạ? Nó phải đa dạng hơn. Ha. Rồi ví dụ ha, tôi muốn ngôi sao trên trời thôi. Thấy không? Cái đây nè, không ạ? Có phải là những hành này liên quan không ạ? Đây nè. Đúng không ạ? Nó thuộc về nhóm đó, nó gần thằng đó hơn. Nó gần cái thằng này hơn thay vì nó gần cái từ khóa hơn. Còn hiểu không? Đó chính là bài toán gom nhóm. Được chưa? Vậy hình vô mà. Và nó có ý nghĩa trong thực tế liên quan đến làm được bài toán khai thác web. Ha. Rồi, như vậy là đó là ví dụ tôi nói về khái niệm về gom nhóm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói về thuật toán đi ha. Về thuật toán nào để người ta làm cái việc đó ha, thì tôi giới thiệu một thuật toán thôi cho nó đơn giản ha. Thì có nhiều thuật toán là bạn phân hoặc, phân cấp rồi nhiều lắm, rất là nhiều thuật toán mà ở đây chúng ta cũng không có điều kiện để đi hết trên tất cả thuật toán này, mà chúng ta chỉ dựa trên một thuật toán thôi. Thì chúng ta dựa trên thuật toán gọi là phân hoặc ha, là Kamin. Thì nó có khoảng 4 bước để làm. Thì bước đầu tiên là gì? Là chúng ta sẽ tiến hành là chọn ngẫu nhiên khoảng K đối tượng làm trung tâm của nhóm. Bước thứ hai là sẽ gán đối tượng còn lại vào cái nhóm mà gần với trung tâm mà chúng ta mới xác định ban đầu ra. Tiếp tục làm gì? Chúng ta sẽ xác định lại trung tâm mới dựa trên những dữ liệu mà chúng ta đã gom vào. Và cuối cùng chúng ta sẽ tính lại trung tâm. Được chưa? Và quá trình này cứ lặp lại. Sinh ra trung tâm, lại gom nhóm lại những thằng nào gần trung tâm đó. Sau khi gom nhóm những thằng gần trung tâm, lại tính lại trung tâm. Tại vì những thằng có tham gia vào có thể trung tâm nó thay đổi. Được chưa? Lại làm như vậy cho đến khi nào mà trung tâm không còn dịch chuyển được nữa thì người ta gọi là thuật toán chấm dứt. Hình dung không? Đây cho bạn dễ hình dung. Đây tôi minh họa và dễ hình dung ha, cái này cho nó cũng khá là đơn giản chứ, tạo bằng khá đơn giản. Sau này tôi soạn nó kỹ hơn một xíu thì các bạn hình dung. Đây là cái gom nhóm bạn nhìn thấy ha. Đây là gom nhóm nó hơi đặc biệt một xíu. Đây, gom nhóm đây bạn. Rất là nhiều hình dạng khác nhau. Nhưng mà thuật toán chúng ta đang học bây giờ thì nó không thể nào làm việc như này được. Nó chỉ làm gom nhóm theo cái hình tròn thôi. Tròn nó phải tròn trịa nha, nó tròn dạng như là có thể vòng tròn được thôi. Còn cái gì hình dạng đặc biệt như là nó không thể gom nhóm được như này được. Hoặc là nó dạng như là một cái bằng nè, nó không thể gom nhóm kia được, mà nó chỉ có gom nhóm là tất cả này thuộc về một nhóm hình tròn thôi. Dạ, thì đó là trường hợp đặc biệt, và là chúng ta không đi sâu. Chúng ta đơn giản là gom nhóm một cái thuật toán đơn giản như này thôi, đó là Kamin. Đây ha, thuật Kamin đây. Bây giờ tôi chạy demo bạn xem. Bước 1 làm gì? Bước 1 đây là người ta gia định rằng á, người ta cần 3 nhóm. Thậm chí cái K này cũng phải khó cái chỗ là bao nhiêu nhóm là vừa. Không là câu chuyện K anh em á. Thì đây là nó gặp cái chai như vậy, K bao nhiêu là đủ. Bây giờ bạn nói là tôi nên cần 3 nhóm hay cần 5 nhóm hay cần 10 nhóm là bao nhiêu là đủ. Thì ở đây chúng ta cũng không bàn đến vấn đề đó. Chúng ta giả định rằng là chúng ta có số K rồi ha. Thì đây là dữ liệu người ta cho sẵn là tất cả màu đỏ. Và người ta mong muốn là gom tất cả dữ liệu màu đỏ này về 3 nhóm. Mục tiêu cho đơn giản thôi. Hãy gom tất cả về 3 nhóm, vì sao các phần tử trong cái nhóm đó gần nhau, đủ xa với thằng khác. Được chưa? Thế nào là gần nhau, thế nào đủ xa cũng là vấn đề đau đầu. Thế nào là xa, thế nào là gần. Được chưa? Cũng là vấn đề khó. Chúng ta cũng bỏ vấn đề luôn. Được chưa? Rồi, tiếp tục. Vậy thì
bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Bước 1 này là Camin nha. Đi thi giải đọc chủ đề nha. Có những bạn là cho Camin làm Kainen. Cho Kainen làm Camin. Được chưa? Hai đó nó khá là giống nhau ha. Rồi, Camin là bài toán gom nhóm, còn Kainen là thuộc về bài toán phân lớp. Rồi phân biệt giùm tôi nha. Camin chạy như sau. Đầu tiên hãy tiến hành là xác định xem tạo ra 3 trung tâm ngẫu nhiên. Hãy chọn ra 3 trung tâm ngẫu nhiên. Thế đây, nó chọn ra 3 trung tâm, chọn đại nha. Chọn đại 3 trung tâm. Được gọi là K1, K2 và K3. Hãy chọn ra 3 điểm làm trung tâm ngẫu nhiên của 3 nhóm. Chỉ là khởi tạo đâu cũng được hết. Bước thứ hai làm gì? Bước thứ hai là hãy gom tất cả điểm mà thuộc về có bạn cần trung tâm nhất. Gom vào nhóm đó. Ha, chúng ta nhìn chúng tôi cái demo và dành vô. Như vậy con sẽ lần lượt tính xem là cái thằng này sẽ đem về gom về nhóm 1 hay nhóm 2 hay là nhóm 3. Thế các bạn thì nó đem thuộc về nhóm 1, nhóm 2 với bạn. À nó phải dành nhóm 1 hơn. Tại sao biết được? Bởi vì khoảng cách từ thằng này đến thằng K1 sao ạ? Gần nhất so với là khoảng cách đến thằng này và thằng này. Được chưa? Như vậy khi làm bài cũng vậy. Khi làm bài là các bạn muốn biết thằng này thuộc về nhóm nào, các bạn sẽ lần lượt tính thằng này đến K1, tính khoảng cách thằng này đến K2 và tính khoảng cách này đến K3. Được chưa? Rồi. Tương tự với cho tất cả điểm dữ liệu còn lại. Chạy. Như vậy là nó tiến hành là gì? Gom các cái điểm dữ liệu mà có vẻ gần thằng K1 này nhất về thành chung cái nhóm gọi là nhóm 1. Tiếp tục, gom những thằng nào mà có khoảng cách gần với nhóm K2 về nhóm thứ hai. Gom những thằng nào gần với nhóm thứ ba thì về nhóm K3. Được chưa? Dễ ha. Nhưng mà sau khi chúng ta gom nhóm có một hiện tượng xảy ra là những thằng này được thuộc về nhóm đó thì dẫn đến là cái trung tâm của nó phải được tính lại. Ha, tôi giải là trung tâm giống như là trung tâm mà làm sao đi đến tất cả những điểm mà gần nhất có thể gọi là trung tâm. Thì giải như vậy ha. Như vậy là do chúng ta đã gom nhóm những cái điểm này thuộc về thằng này thì có khả năng phải đi tính lại trung tâm. Thì khi tính lại trung tâm á, chúng ta thấy rằng là gì? Nó sẽ dịch chuyển trung tâm. Bây giờ trung tâm của nhóm này không còn là thằng này nữa mà trung tâm nhóm này dẫn đến là dịch chuyển đến vị trí này. Cứ như vậy, trung tâm nhóm này không nằm đây nữa mà dịch về đây và thằng này cũng dịch về đây. Có tính toán. Dịch về trung tâm tức là nó sẽ đến một cái vị trí nào đó mà có vẻ trung tâm của tất cả những điểm mà chúng ta đã thuộc về nhóm đó. Nó tính trung tâm, tức là chúng ta cái vấn đề tính trung tâm như nào chúng ta bàn sau nha. Nhưng đại khái là nó dịch về trung tâm đã, ok ha. Sau khi nó dịch về trung tâm xong thì nó sẽ tiến hành là do trung tâm nó thay đổi nên có những điểm á trước đây nó gần trung tâm này nhưng nó lại không còn gần trung tâm này nữa. Còn hiểu không? Nó có hiện tượng xảy ra như vậy. Tức là do chúng ta đã thay đổi trung tâm rồi nên cái khoảng cách giữa thằng này với thằng này có khả năng không còn gần nữa so với lại hai trung tâm còn lại. Do đó làm gì tiếp theo nữa? Sau khi chúng ta đã có trung tâm mới, chúng ta lại làm cái việc lại nữa là đi tìm những điểm thuộc về trung tâm đó gần nhất. Ha, như vậy là tiếp tục. Sau khi đã có được thằng K1 rồi thì hãy gom những thằng nào có khoảng cách gần K1 nhất về nhóm K1. Tương tự như vậy, những thằng nào thuộc về K2, những thằng nào thuộc về K3. Như vậy lúc này nó sẽ ra hiện tượng gì? Có những điểm trước đây thuộc về nhóm này có thể dịch chuyển sang nhóm khác. Hiểu không? Dịch chuyển đây là cái điểm nó không di chuyển nha. Cái điểm nó không di chuyển nhưng do trung tâm di chuyển nên nó sẽ bị biến thành một nhóm khác bởi vì nó gần cái trung tâm khác hơn. Được chưa? Rồi câu chuyện là gì? Lại tương tự như vậy. Lại đi gì ạ? Khi có được cái những điểm dữ liệu mới, khi có được dữ liệu mới thì xác định là trung tâm này. Được chưa? Lại xác định trung tâm lại tính lại gom nhóm lại, xác định trung tâm lại gom nhóm lại cho đến khi nào? Cho đến khi mà trung tâm nó đã ổn định rồi. Tức là trung tâm nó không còn di chuyển hoặc là di chuyển với khoảng cách là đủ nhỏ để chúng ta nói là gần như không di chuyển. Tại sao người ta nói như vậy? Tại vì có khả năng á, chúng ta làm đi làm lại thì trung tâm cứ dịch qua dịch lại chứ nó không bao giờ đứng tại chỗ. Lấy được thằng này thì dịch qua đây, lấy lần kia dịch qua kia, dẫn đến là nó bị di chuyển. Mà làm như vậy thì dẫn đến là thuật toán chạy vô tận luôn, không bao giờ dừng cả. Do đó người ta cho phép gì? À, tôi cho phép rằng là dừng khi mà trung tâm nó có độ dịch vừa phải. Thấy không? Nó có độ dịch vừa phải thì nó dừng lại, được chưa? Thì đó chính là thuật toán Camin. Được không? Hiểu được nôm na chưa? Rồi, như vậy thuật toán Camin này buổi sau thì chúng ta sẽ cố gắng làm. Bây giờ chúng ta sẽ dò lại kết quả buổi trước xem coi là cái bài trước các bạn là đúng hay không ha. Để tránh trường hợp mà đi thi chúng ta bị sai thế nào đó. Được chưa? Như vậy là nhắc lại là toán Camin thì chúng ta đi lướt rồi. Buổi sau thì chúng ta vô phần bài tập thì chúng ta làm hẳn luôn. Để chúng ta tranh thủ thời gian. Bây giờ chúng ta sẽ dò lại cái bài lần trước mà chúng ta có xếp hạng nhớ không ạ?
Rồi các bạn làm rồi các bạn dỡ ra các bạn kiểm tra lại tôi nha. Bắt đầu từ bữa lúc làm lên nó ở đây đúng không? Như vậy là trong cái bài tập vừa trước á, thì chúng ta có 28 cái kết quả trả ra đúng không? Trong cái bảng danh sách kết quả 28 kết quả trả ra. Đây ha, chúng ta có 28 kết quả trả ra. Đề bài yêu cầu cái gì bạn? Đề bài yêu cầu là đây là cái hạn nè, người ta có rồi. Và người ta có những cái thông tin ví dụ như là đây là cái sau cái bạn xong thì người ta đánh dấu là có những cái tài liệu nào kết quả nào liên quan là người ta nhớ cộng, và kết quả nào không liên quan thì người ta nhớ trừ, và nhớ lại được chưa? Nhưng bạn nào mà chúng ta chưa làm chúng ta nhớ lần tôi ha, là đây là bản kết quả mà người ta cho sẵn rồi, là đây là kết quả trả ra của một hệ thống truy vấn và đã xếp hạng xong rồi, và có những tài liệu người ta liên quan người ta nhớ cộng, và tài liệu nào không liên quan đến cái kết quả mà người ta mong muốn đó, người ta nhớ trừ. Bây giờ người ta mong muốn gì là hãy xác định xem là cái thuật toán này có tốt hay không. Nếu mà người ta đánh giá cái thuật toán này có tốt hay không thì đánh giá toán này có hai cái giá trị, một là độ phủ và độ gì ạ, độ chính xác, được chưa? Thì đầu tiên các bạn sẽ làm yêu cầu là tính độ chính xác trên toàn bộ dữ liệu ha. Ví dụ như là nếu trên toàn bộ dữ liệu này độ chính xác là nhiêu ạ? Có 28 tài liệu thì độ chính xác con này là nhiêu ạ? Precision ạ. Như thế nào ạ? Là đếm số tài liệu đúng trên tổng số tài liệu. Bây giờ, bài này có bao nhiêu tài liệu đúng không ạ? 13/28. Có 13 tài liệu đúng đúng mà, và trên tổng số là 28 tài liệu. Như vậy là độ chính xác là 13/28. Được chưa? Rồi bây giờ thứ hai, độ 2 là độ phủ, recall. Bây giờ giả sử rằng là tổng số tài liệu mà thực sự trên đời này, tức là thực sự có được á, là khoảng 50 tài liệu. Được chưa? Mà thằng này phủ được bao nhiêu tài liệu ạ? 28. Có phải 28 đâu? Phủ 13. 13. Các bạn thấy không ạ? Vậy độ phủ là nhiêu ạ? 13 trên gì ạ? 50. Bây giờ đó là độ phủ trên toàn bộ dữ liệu, trên toàn bộ kết quả, được chưa? Nhắc lại ha, độ chính xác là gì? Độ chính xác là trong số tài liệu nó trả ra là 28 tài liệu nè, thì đúng bao nhiêu? Thì đúng 13 à. Nên nó sẽ là 13/28 là độ chính xác. Còn độ phủ là gì? Độ phủ là trong cái số kết quả trả ra nó phủ được bao nhiêu tài liệu? Thì nó phủ được có 13 thôi à, trên tổng số 50 tài liệu thực sự cần trả ra. Được chưa? Nên là độ phủ nó là 13/25/50, được chưa? Đó là đánh giá trên toàn bộ dữ liệu. Còn bây giờ chúng ta sẽ đánh giá trên từng kết quả một. Bây giờ chúng ta sẽ đánh giá trên từng kết quả một ha. Thì là bữa tôi yêu cầu bạn về nhà là đánh giá trên từng kết quả một. Bây giờ đầu tiên là hàng thứ nhất, độ chính xác là nhiêu ạ? Dĩ nhiên 100%, đến thời điểm hàng nhất là 100%. Độ phủ là nhiêu ạ? Đây là gia đình là gì ạ? Ở đây là người ta gia đình là có 13, tổng cộng là 13 tài liệu đúng không? Ở đây là người ta gia đình là có, thực sự là có tổng cộng là 13 tài liệu liên quan luôn, thực sự luôn nha. Người ta gia đình luôn là 13 tài liệu thôi. Vậy thì cái độ phủ là nhiêu ạ? 1/13. Bây giờ như vậy là 8%. Rồi tài liệu thứ hai ạ? Cũng là độ chính xác là 100%, độ phủ là 2/13, 16%. Được chưa? Các bạn tính những con phần trăm luôn nha. Nhớ tính con phần trăm luôn. Rồi tài liệu thứ ba là cũng là 100%. Là độ chính xác, và độ phủ là 3/13 là 24%. Được chưa? Khá là dễ ha. Rồi 4/4 là đến tài liệu thứ tư á, đến cái đăng thứ tư á thì chúng ta sẽ là vẫn là 100% độ chính xác. Được chưa? Và độ phủ là 34%. Được không? Làm cái nó được không ạ? Rồi, tài liệu thứ năm á là chúng ta có độ chính xác là 4/5 là 80%. Đúng không? Và lúc này độ phủ là vẫn là 34%. Không đổi ha, tức là khi mà chúng ta thêm một tài liệu mà không liên quan á thì chắc là độ phủ không có thay đổi, đừng tính lại, đúng không? Tức là khi làm bài á thì phải rút ra những thứ mà chúng ta cần làm nhanh, được chưa? Rồi khi mà chúng ta đến dòng thứ sáu á, đến dòng thứ sáu ha, coi gì mà đến dòng thứ sáu á là 60%, độ chính xác là giảm rồi, tức là khi mà chúng ta có thêm một cái thằng mà không liên quan á thì độ chính xác sẽ thay đổi, còn độ phủ không thay đổi. Nhớ gì cứ như vậy để lại chúng ta làm nhanh, tại vì bảng rất là dài, được chưa? Không ai cái gì bóp lại hết. Rồi như vậy là đến dòng thứ sáu là 60%, độ xác là 60%, và độ phủ vẫn là 34%. Đến dòng số 7 á thì độ chính xác là thay đổi là 58%, và độ phủ vẫn là 34%, được chưa? Tiếp tục dòng số 8 á là chúng ta có 63% và 39% cho độ phủ, đúng không? Còn cứ như vậy ha, khá là dễ đúng không? Nó khá là dài, nó dài thiệt nhưng nó dễ.
cố gắng là bấm máy tính cho nó nhanh, và những nào cái nào không bấm máy tính lại thì cứ ghi giùm tôi là lại đừng có bấm máy tính lại, chứ cái ngồi bấm hết tất cả này là mất thời gian, được chưa? Rồi à, thì đó chính là cái câu chuyện của cái bài về nhà lần trước. À, còn đâu nhỉ? Có yêu cầu đồ ép không? Các bạn có cái bài này có yêu cầu đồ ép không ạ? Không rồi, không có. Bỏ qua đúng không ạ? Rồi như vậy là thầy chỉ tập trung vào đồ chính sách đồ cũ đúng không ạ? Rồi đồ ép thì tạm thời bỏ qua cho các bạn nha, được chưa? Cuối kỳ nhớ là lúc cái buổi cuối cùng mà tôi nhắc lại những cái điểm thi á, thì các bạn nhắc lại cho tôi những điểm nào mà tôi chưa dạy hoặc là tôi bỏ qua nhắc lại cho tôi ha, thì cái trường hợp mà tôi ra đề đúng cái phần đó. Rồi con hỏi gì mà nó to lên đừng ngại. Đồ chính xác gì? Còn đồ chính xác trên từng hạng hay đồ chính xác trên toàn bộ? Đồ chính xác là gì? Đồ chính xác là lấy cái số thằng mà nó đúng trên tổng số kết quả để nó ra được. Rồi, em hỏi gì đây? Thì chúng ta quay lại câu chuyện để vô demo ha. Là nếu chúng ta tính trên toàn bộ dữ liệu á, chúng ta trên tổng số kết quả thì thằng này đúng trên 13 tài liệu trên tổng số 28 tài liệu. Là có ý kiến gì không? Rồi, từ hàng một á, giống như là đến thời điểm đó mình mới chạy đó lên, giống như đúng, tính ra giống như là thuật toán đang chạy từ, hình dung. Đầu tiên nó trả ra được một tài liệu đầu tiên là đăng một, nó trả được một tài liệu đầu tiên thôi, nó chưa trả tài lần lại, thì hỏi là đến thời điểm đó thì độ chính xác là nhiêu? Thì có phải là đến thời điểm đó là độ chính xác 100% không? Là có một tài liệu đúng trên tổng số kết quả của nó là cũng có một tài liệu, có một cái kết quả thôi. Coi không? Các bạn nhắc lại ha, các bạn tính cái độ chính xác độ phủ trên từng răng một á. Thì các bạn tưởng tượng như tôi á, là đến thời điểm đó thì ví dụ mới chỉ ra được tài liệu đó thôi. Ví dụ ha, ở răng 1 này nè, thì để tính độ chính xác á, là bạn xem như là à, tại răng 1 này nè, thì đến thời điểm này nó chỉ ra được một kết quả thôi, và cái sai đúng luôn. Như vậy là độ chính xác là 1/1. Mình chưa hiểu không ạ? Rồi độ phủ á, là đến thời điểm bây giờ có một tài liệu nó ra đâu, ra được nó phủ một tài liệu thôi à. Nên độ phủ nó là 1/13. Tại vì đề bài cho là sẽ được lần có 13 tài liệu thực sự liên quan. Nhắc lại đi thi, cái số này có thể thay đổi nha. Đi thi có thể số liên tài liệu này, nhắc lại cái số tài liệu thực sự liên quan á là nó thay đổi chứ không phải là 13, không phải trùng cái này nha. Đây là tôi cho cố tình trùng luôn. Mình chưa, nhưng đề bài là tôi cho ví dụ 50 tài liệu là thực sự liên quan đến cái tài liệu người dùng, nhưng cái quả này chỉ trả ra 13 tài liệu thôi. Là khác nha. Được chưa? Rồi. Như vậy nhắc lại là độ phủ và độ chính xác trên từng hạng là các bạn thử tự dùng tôi á. Đến thời điểm đó chỉ mới ra được đến đó thôi. Còn lại những dòng còn lại thì chưa ra. Là như là thức tự được. Bây giờ hiểu không ạ? Rồi, có hỏi gì nữa không ạ? Quán hỏi nha, tại vì mỗi chủ đề chúng ta đi qua và chúng ta sẽ không đi lại chủ đề đó nữa. Nên có vấn đề thắc mắc gì các bạn hỏi giùm tôi. Rồi, nếu không có gì thì chúng ta sẽ làm tròn hai số dấu phẩy ha. Chúng ta là hứa với nhau thôi, hai số dấu phẩy là các bạn cứ làm tròn. Ví dụ như là 98 hay 97 thì ok vẫn được, vẫn có xem như ok. Rồi gì nữa mà. Rồi ok thì chúng ta nghỉ ha và cố gắng là về coi lại những tài liệu có vấn đề hỏi mình hỏi.